Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 3. Khúc Huyền trợn mắt nhìn Quách Sĩ Thần mang theo ba tên tuyệt thế thiên tài rời đi, trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết liền đáp ứng thỉnh cầu Nam Cung Tiêu Tiêu thì tốt rồi. Chí ít cũng có thể giữ lại một tên thiên tài a. Viện trưởng, người yên tâm, chiến hồn chỉ đại biểu cho tiềm lực bọn hắn lớn, chiến lực cũng không phải do chiến hồn quyết định. Sau 3 tháng không phải có cuộc đi săn mùa thu sao? Đến lúc đó, chiến vương học viện ta có thể tùy tiện đùa chơi chết bọn hắn. Hoàng Thiên Thần trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nghiêm nghị nói. Thôi, Khúc Huyền khoát khoát tay, lách mình biến mất tại chỗ, hắn mặc dù đứng đầu một viện nhưng lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Cả tòa chiến vương học viện cũng không phải đại biểu cho mình hắn mà là đại biểu cho toàn thể Đại Yên Vương Triều. Thật hy vọng cuộc đi săn mùa thu mau sớm đến một chút. Hoàng Thiên Thần âm trầm nhìn theo hướng đám người Tiêu Phàm rời đi nói. Về phần Tiêu Phàm, bọn hắn được Quách Sĩ Thần cùng một lão giả thần phong học viện khác mang theo phi hành chừng nửa chén trà, lúc này đáp xuống bên trong một tòa biệt viện ở phía Đông Yên Thành. Nhìn qua một lượt, tiểu viện không phải rất lớn, bên trong 100 trượng xung quanh đều là cỏ dại cao đến đầu gối. Phía xa có 4 gian phòng trông cực kỳ bình thường, nơi đây xem ra cũng là một nơi hoàn toàn cách biệt với Yến Thành. Uy, lão đầu, nơi này thực sự là thần phong học viện. Tiểu ma nữ nhìn cảnh sắc tiêu điều bốn phía, thần sắc không thể tin nổi. Tiêu Phàm, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu đều trợn mắt hốc mồm nhìn bốn phía, nơi này thật sự quá rách nát, nhìn thế nào cũng không giống học viện, đây là giống như một cái viện tử bị bỏ hoang hơn a. Thật 100%. Quách Sĩ Thần cười ha ha vuốt vuốt sợi râu dưới cằm, làm gì còn bộ dáng cao thâm mà chắc trước đó mà giống như một tên gian thương vừa đạt được mưu đồ vậy. Ta muốn rời khỏi thần phong học viện. Tiểu ma nữ khe cắn môi, oán hận trừng mắt Quách Sĩ Thần. Bình tĩnh a, nơi này chỉ là tiền viện mà thôi, phía sau còn có một tòa viện tử, nhớ đến năm đó thần phong học viện chiếm cứ lấy cả tòa Đông Thành. Quách Sĩ Thần cũng không nóng nảy, ngược lại cười hì hì nhìn bốn người. Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó, đây chẳng qua là trước kia mà thôi. Tiểu ma nữ giơ nắm đấm nhỏ lên nói. Ta có cảm giác mình đã lên thuyền giặc. Nam Cung Tiêu Tiêu rụt cổ lại. Thì vũ đến đâu, ta liền đến đấy. Trong mắt Lăng Phong chỉ có tiểu ma nữ, tất cả nơi đây đều bị hắn xem nhẹ. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá bốn phía, nơi này thiên địa linh khí rất tốt, thậm chí rất đậm đặc. Lưu lại nơi đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. A, Quách Sĩ Thần hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đến hiện tại thì hắn vẫn luôn xem nhẹ Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà là người thứ nhất phát hiện đặc thù nơi này. Chiến hồn của ta có thể cảm ứng được linh khí. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, hắn chỉ là quà tặng kèm thôi, Quách Sĩ Thần không chú ý đến hắn cũng là việc bình thường. Quách Sĩ Thần gật gật đầu, sau đó nói với bọn họ, vị này là Phúc Bá, sinh hoạt thường ngày của ngươi đều sẽ do hắn chiếu cố, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại thần phong học viện thì phải nghe lời của Phúc Bá. Đám người trầm mặc không nói, Quách Sĩ Thần lập tức cười lên, nếu không nói lời nào vậy coi như là ngầm thừa nhận, về sau các ngươi tu luyện ngay tại nơi này. Dứt lời, Quách Sĩ Thần liền quay người đi ra ngoài học viện, tiểu ma nữ lập tức kêu lên, lão đầu, ngươi không ở trong học viện. Hai Quách Sĩ Thần thán một hơi tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn hồn thạch, nói ta làm viện trưởng không dễ dàng a, còn phải kiếm tiền nuôi học viện, các ngươi có thời gian liền đến Phiêu Hương Tửu Lâu ta giúp một tay a. Đúng rồi, học phí mỗi người một năm là 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, nhớ giao cho Phúc Bá. Nghe nói như thế, mấy người Tiêu Phàm mặt sạm lại, cái này mà là học viện gì chứ, giống như nhà trẻ thì đúng hơn nữa còn bắt chẹt người khác nữa. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Tiểu ma nữ giống như bị giẫm phải đuôi, kêu lên chí chóe. Đi cướp rất nhanh sao? Quách Sĩ Thần lơ đến cười cười, nói trong vòng 3 tháng phải giao đủ, bằng không trục xuất khỏi thần phong học viện, hơn nữa hồn thạch này chỉ có thể dựa vào các ngươi tự mình kiếm, nhớ kỹ, là tự mình kiếm, không được lấy ở trong nhà, bằng không trục xuất thần phong học viện. Mấy người một mặt đưa đám nhìn Quách Sĩ Thần, hận không thể đem lão gia hỏa này hung hăng dẫm ở dưới chân, thời điểm trước đó muốn dụ bọn hắn gia nhập thì rất thành khẩn a.
nhưng mà hiện tại lại ước gì có thể lập tức đem mấy người bọn hắn trục xuất khỏi Thần Phong học viện. Muốn đánh ta đúng không? Bằng thực lực các ngươi hiện tại còn chưa đủ, sau 3 tháng có cái cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành, các ngươi có thể đi thử một chút, nếu đọc xếp hạng tốt thì sẽ có ban thưởng đấy. Nói xong câu đó, Quách Sĩ Thần liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mấy người. Đám người không khỏi hướng về phương hướng Quách Sĩ Thần rời đi vũ động nắm đấm, Tiêu Phàm trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, lão Quách Sĩ Thần này chả có nửa điểm phong thái của chiến vương gì cả. Đi theo ta. Đột nhiên một âm thanh khàn khàn vang lên, tiểu ma nữ bị dọa đến toàn thân run rẩy, mấy người hoàn toàn xem nhẹ Phúc Bá sau lưng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thì Phúc Bá đã đến cạnh mấy cái gian phòng kia, mấy người nhìn nhau cuối cùng vẫn đi theo. Đi đến cửa phòng, một cỗ mùi tanh liền đập vào mặt, bốn người hoàn toàn mắt trợn tròn, nguyên bản mấy người còn tưởng rằng Phúc Bá muốn dẫn bọn hắn đi đặc huấn ở đâu, hóa ra là ở trong phòng bếp. Nhìn phòng bếp cực kỳ bừa bộn thế này, mấy người có loại xúc động muốn thổ huyết, cái phòng này đã bao nhiêu năm không có dọn dẹp qua a. Muốn tu luyện thì phải bắt đầu làm từ việc nhỏ, tục ngữ nói, một phòng nếu còn không quét được thì ngươi dùng cái gì để quét thiên hạ. Nhiệm vụ chính của các ngươi hôm nay chính là dọn dẹp sạch sẽ những gian phòng này. Âm thanh khàn khàn của Phúc Bá tiếp tục vang lên. Muốn ta quét dọn gian phòng, ta không làm. Tiểu ma nữ là người thứ nhất không phục, nàng tới Thần Phong học viện là để tu luyện, làm sao có thể làm những công việc bẩn thỉu này. Làm hay không ta mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả. Ánh mắt Phúc Bá u lãnh nhìn mấy người, nói từ hôm nay trở đi, giờ mão rời giường, giờ tí đi ngủ, thời gian còn lại hoạt động tự do. Tự do hoạt động, mấy người há mồm, Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng hỏi, Phúc Bá, khi nào mới truyền thụ công pháp và chiến kỹ? Khi nào mới dạy chúng ta tu luyện a? Bảo ta dạy, lão phu không có thời gian, các ngươi tự mình xử lý đi, ta ban ngày ở trong thần binh chú tạo phường, có việc gì thì có thể tìm ta, ban đêm ta sẽ trở về để kiểm tra các ngươi. Đúng rồi, 3 tháng sau nhớ đem 100 vạn hạ phẩm hồn thạch cho ta. Phúc Bá để lại một câu nói xong trực tiếp rời đi. Bà nội cha nó, cả đám trong mắt đều chỉ có tiền. Sớm biết ta liền ở lại chiến vương học viện a, nếu ở lại chiến vương học viện thì có lẽ hiện tại ta đang cùng mỹ nữ tắm huyên ương a. Nam Cung Tiêu Tiêu mặt khổ sở, mơ mộng nhìn ra cửa sổ. Thần Phong học viện này quá là lừa gạt người rồi, sớm biết ta liền không đến. Tiểu ma nữ càng là tức giận thẳng dậm chân. Thì Vũ, ngươi nghỉ ngơi đi, để ta tới làm vệ sinh cho. Lăng Phong cười cười, bắt đầu bắt tay vào làm việc. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Phúc Bá rời khỏi Thần Phong học viện, khi lão đã đi tới cửa thì ánh mắt hắn lại là rơi vào bên trong thông đạo thông hướng về nội viện, bộ dáng đăm chiêu. Đồ lưu manh, còn không đến làm vệ sinh, tiểu ma nữ kéo cánh tay Tiêu Phàm một cái, đem hắn lôi vào. Các ngươi có muốn đi nội viện xem thử hay không? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem ba người hỏi. Nội viện, hai lão đầu kia vẫn không có nói chúng ta có thể tiến vào a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày nói, mặc dù hắn cũng tò mò nhưng đối với Quách Sĩ Thần và Phúc Bá vẫn có chút sợ hãi. Hai người này dù sao cũng là chiến vương cường giả, nếu bọn hắn mà phát điên lên thì nhất định sẽ lột ra cảm đám. Nhưng bọn hắn cũng không nói chúng ta không được vào mà. Tặc nhãn của tiểu ma nữ đảo qua đảo lại không thôi. Tiểu ma nữ nói không sai, Thần Phong học viện cũng không tàn tạ giống như chúng ta nghĩ. Tối thiểu thiên địa linh khí ở trong này cũng không phải ngoại giới có thể so sánh. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tiểu ma nữ, vậy tên đầy đủ của ngươi là gì? Ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu tà tà. Còn nhìn nữa lão nương sẽ chọc mù mắt ngươi, tiểu ma nữ là để cho ngươi gọi sao? Tên đầy đủ của ta là Diệp Thi Vũ. Tiểu ma nữ nổi bão làm Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi rụt cổ lại. Lăng Phong một bên đã đứng hình. Hình tượng nàng lúc này hoàn toàn không giống như những gì hắn nghĩ. Diệp Thi Vũ, người họ Diệp, Nam Cung Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, kinh ngạc khó tin nhìn tiểu ma nữ. Chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu ngươi là họ Tiêu Tiêu sao? Tiểu ma nữ một mặt xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, nói, họ Diệp có rất nhiều, cái này có gì kỳ quái? Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm lẩm bẩm cái tên này, cười nói, vẫn là tiểu ma nữ dễ nghe hơn. Đồ lưu manh, có đi hay không đây?
Tiểu ma nữ chạy tới cửa ra vào lại nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngẩn người liền kêu lên. Sau một lát, mấy người đi tới cửa thông đạo của Trung Việt, trong đây có một tòa lầu các, phía dưới là một cái cổng vòm to lớn giống như một cái cửa thành. Trong này có gì đó quái lạ, ta đang cảm thấy nguy hiểm. Lăng Phong cau mày một cái, tiểu ma nữ và bàn tử lập tức khẩn trương lên, Lăng Phong là cảnh giới chiến tôn A, hơn nữa còn có chiến hồn cửu phẩm biến dị, nếu đánh hết sức thì chiến tôn hậu kỳ thậm chí chiến tôn đỉnh phong cũng chưa chắc đánh lại hắn. Bàn tử, người phòng ngự mạnh nhất, người đi vào trước đi. Tiểu ma nữ nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Tại sao là ta, bàn tử mặt than khổ không thôi, bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Phong trừng mắt thì vẫn thành thực tiến vào. Hay là để ta vào trước đi. Đột nhiên Tiêu Phàm ngăn bàn tử lại, hắn dẫn đầu đoàn người đi vào, thông đạo bên trong cổng vòm này tản mát ra một cỗ khí tức kỳ lạ làm cho bạch thạch trong đan điền hắn có chút phản ứng. Loại tình huống này rất ít phát sinh, trừ khi gặp phải những đồ vật đặc biệt hoặc những thứ do thiên địa linh khí hình thành. Đồ lưu manh, cẩn thận một chút. Tiểu ma nữ lo lắng nói. Yên tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lại sờ đầu tiểu kim sau đó lập tức tiến vào bên trong thông đạo, Lăng Phong một bên có chút ghen ghét, nói thì vũ, ngươi vì sao cứ gọi Tiêu Phàm là đồ lưu manh. Tiểu ma nữ nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, không có gì. Khẳng định có gian tình. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, Lăng Phong phía sau nghiến răng ken két. Tiêu Phàm vừa bước vào thông đạo liền trong nháy mắt phát hiện cảnh sắc bốn phía đại biến. Hắn giống như bước vào một mảnh thế giới tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì thế này? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bốn phía, trong lòng có chút lo lắng lập tức bắt đầu lớn tiếng gọi tên ba người khác, đáng tiếc không có bất kỳ hồi âm nào. Chẳng lẽ nơi này là một vùng không gian khác? Tiêu Phàm trong lòng giật mình, loại sự tình này thật đúng là có khả năng tồn tại, ngay cả linh hồn mình còn có thể xuyên không thì huống chi cái sự tình đang diễn ra này. Sau một khắc, một cỗ hàn khí băng lãnh thấu xương tràn về phía Tiêu Phàm, toàn thân hắn run run, hồn lực trong cơ thể liền phóng xuất ra ngăn cản hàn khí. Đáng tiếc là hắn thất vọng là cỗ hàn khí kia lập tức đông kết hồn lực của hắn lại, sau đó tiếp tục tiến vào trong cơ thể hắn. Tiêu Phàm biến sắc, muốn triệu hoán U Linh chiến hồn nhưng dường như ngay cả U Linh chiến hồn cũng đã bị đông kết lại. Hô, chỉ một thoáng, quang ảnh chớp động. Từng đạo bạch sắc quang mang từ trong cơ thể Tiêu Phàm phóng xuất ra, hắc ám bốn phía trong nháy mắt bị đánh tan, ngay cả hàn khí kia cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Bạch thạch, Tiêu Phàm chấn kinh, hắn không nghĩ vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì bạch thạch lại cứu hắn một mạng. Khi hắn ngẩng đầu lên liền chấn kinh, chỉ thấy một vệt sáng màu vàng đang bay rất nhanh hướng về hắn, một cỗ khí tức cực nóng lan tỏa trong không gian, nó giống như một cái mặt trời nhỏ chói lọi vô cùng. Cút ngay, Tiêu Phàm gầm thét, độc nha trong tay lần nữa thi triển vô tận chi kiếm đánh vào kim quang kia. Nhưng mà, hắn vẫn xem nhẹ uy lực của kim quang, độc nha kiếm vào thời khắc chạm vào kim quang kia liền trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng. Tốc độ của kim quang vẫn không giảm, trong nháy mắt đánh lên bộ ngực hắn, thể nội Tiêu Phàm khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi, quỷ dị là hắn phát hiện mình còn sống. Trước ngực hắn, một quyển sách nhỏ rách nát chậm rãi xuất hiện, phía trên tỏa ra kim sắc hỏa diễm, mà quyển sách nhỏ kia chính là Vô Tận Chiến Điển. Khi Tiêu Phàm định thần lại thì thấy Vô Tận Chiến Điển giống như có sự sống, từng trang giấy thiêu đốt hóa thành quang mang tiến vào trong đầu của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, hai mắt đỏ như máu, một lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu hắn, hắn cả thấy như bị vạn trùng phệ thân. Quá trình này kéo dài dòng dã nửa chén trà mới kết thúc. Toàn thân Tiêu Phàm run rẩy, miệng sùi bọt mép, kim sắc quang mang rốt cục biến mất, tất cả đều đã dung nhập vào trong thể nội Tiêu Phàm. Lại một cái chiến hồn, song sinh chiến hồn, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm bên trong đan điền, tại bên cạnh U Linh chiến hồn có một đoàn kim sắc hỏa diễm này cực nóng tựa như đang muốn đốt trụi cả hư không. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, song sinh chiến hồn hắn cũng có nghe nói qua. Đó là bẩm sinh bản thân có hai cái chiến hồn, khi thức tỉnh tại chiến hồn điện liền trực tiếp xuất hiện. Thế nhưng hắn rõ ràng chỉ có một cái chiến hồn và một viên bạch thạch thần bí, làm sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một cái chiến hồn. Tiêu Phàm nhanh chóng lục soát lượng lớn tin tức vừa mới có được,
sau một lát liền có đáp án, kim sắc hỏa diễm này chính là một cái chiến hồn có thể truyền thừa, người tu luyện vô tận chiến điển liền có thể nhận được chiến hồn truyền thừa này. Kim sắc hỏa diễm này được gọi là vô tận chiến hồn, nguyên bản chỉ là một tia hỏa diễm do thiên địa hình thành, trải qua vô số tuế nguyệt cộng với cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí, coi như một loại linh vật đặc thù. Nói cách khác, kim sắc hỏa diễm này chính là một chiến hồn do một cường giả sau khi vẫn lạc lưu lại, cũng xem như là một loại linh hồn. Bởi vì đã tử vong nên vô tận chiến hồn cũng trở thành linh vật vô chủ, nương tựa vào hồn lực mới có thể trường tồn tại thế, hồn lực chưa tán chiến hồn không tan. Mà hồn lực chưa từng tiêu tán này lại là đan dược tốt nhất để cho Tiêu Phàm đột phá cảnh giới. Oanh, sau một khắc, đan điền Tiêu Phàm run lên. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm kia đột nhiên bạo động bắt đầu điên cuồng bạo phát tựa như muốn đem đan điền phá hủy. Tiêu Phàm đang kích động thì trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh xối vào đầu, kim sắc hỏa diễm này quá cuồng bạo, bản thân lại chưa từng chân chính luyện qua vô tận chiến điển. Hắn chỉ thông qua vô tận chiến điển để lĩnh ngộ chiến kỹ mà thôi, chẳng lẽ bản thân còn chưa tính là chủ nhân của vô tận chiến điển. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng lại rà soát ký ức lúc trước. Vô tận chiến hồn này quá bá đạo, hồn lực khủng bố kia chưa chắc u linh chiến hồn có thể làm gì được nó. Vô tận chiến hồn này quá mạnh, mặc dù không ý thức nhưng nó ý chí của nó lại vô cùng mạnh, không phải người thường có thể thu phục. Tiêu Phàm cau mày phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm khoanh chân ngồi tại chỗ, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, bên trong vô tận chiến điển vậy mà ẩn chứa một bộ công pháp tu luyện, nạp ngàn vạn chiến kỹ dung vô tận công pháp. Đây mới là ý nghĩa chân chính của vô tận chiến điển. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tựa như vừa được hít cần, hưng phấn không thôi, vô tận chiến điển có thể tu luyện đến chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có 6 tầng đầu, sau này nhất định phải tìm được 4 tầng sau cùng mới được. Sau một khắc, Tiêu Phàm dựa theo tầng thứ nhất của vô tận chiến điển vận chuyển, hắn hiện tại là chiến sư cảnh, vận chuyển tầng thứ nhất của vô tận chiến cũng không phải đặc biệt khó khăn. Mặc dù công pháp không thể so với chiến kỹ nhưng phương diện lĩnh ngộ của Tiêu Phàm lại rất đáng sợ, vẻn vẹn nửa canh giờ liền đem tầng 1 của vô tận chiến điển luyện đến lô hỏa thuần thanh. Lúc này, khí tức vô tận chiến hồn trong đan điền cũng dần bình tĩnh lại, ít nhất là Tiêu Phàm đã có thể chống đỡ được. Đệ nhị trọng, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, vô tận chiến hồn đã làm hắn bị trọng thương, hiện giờ hắn chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu như không có Bạch Thạch không ngừng chữa trị thân thể thì hắn đã chết quách đi từ đời nào đời nào rồi. Nhất định phải kiên trì, nhất định phải đem nó áp chế xuống. Tiêu Phàm cắn răng vận khí, trong đầu diễn hóa tầng thứ hai vô tận chiến điển. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất thì tối nghĩa hơn rất nhiều, bất quá hắn vẫn có thể nhìn hiểu được. Sau 3 canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục đem tầng thứ hai tu luyện tới đỉnh phong. Cuối cùng cũng không cần áp chế nữa. Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm vô tận chiến hồn, tâm thần khẽ động điều khiển u linh chiến hồn tiến về phía vô tận chiến hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô tận chiến hồn không ngừng phản kháng, bắn ra từng đạo công kích hồn lực đánh thẳng vào u linh chiến hồn, Tiêu Phàm làm sao có thể chịu thua. Sau một khắc, chỉ thấy u linh chiến hồn không ngừng cắn nuốt hỏa diễm quanh thân vô tận chiến hồn, hình thể u linh chiến hồn bắt đầu sinh trưởng. Tiêu Phàm cảm giác hồn lực hắn trong nháy mắt cường đại lên không ít, kinh mạch cũng được mở rộng ra. Hồn lực thật thuần túy. Tiêu Phàm vui vẻ, chiến hồn không chỉ dùng để chiến đấu mà còn là nơi chứa đựng hồn lực. Tu sĩ không ngừng đột phá mặc dù không làm cho chiến hồn tấn cấp nhưng thực lực chiến hồn lại không ngừng được tăng cường. Sau nửa canh giờ, vô tận chiến hồn rốt cục ổn định lại, cỗ khí tức tàn nhẫn kia chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Oanh, đột nhiên, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn chen chúc vào thể nội của Tiêu Phàm, bên trong thể nội bắt đầu phát ra từng trận âm thanh đột phá, nếu như có người biết mấy ngày trước hắn vừa đột phá chiến sư trung kỳ mà hôm nay hắn lại tiếp tục đột phá chiến sư hậu kỳ thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào a. Lực lượng thật bá đạo, bằng vào thực lực ta hiện tại đoán chừng có thể chính diện đánh với Hoàng Thiên Thần một trận. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, tâm thần hắn chìm vào bên trong đan điền. Cảm nhận được biến hóa của u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn, thì hắn cảm thấy rất hài lòng, hắn hiện tại so với lúc trước đã mạnh hơn mấy lần. Khó trách có người nói, người nắm giữ song sinh chiến hồn cho dù là xuẩn tài đi chăn nữa thì cũng đều trở thành thiên tài.
Đồng dạng mà nói, người nắm giữ song sinh chiến hồn đều chính là chiến hồn cao giai, cái khác không nói, chỉ việc hồn lực chứa bên trong hai cái chiến hồn cũng đã đủ nghiền ép tu sĩ cùng giai. Tiêu Phàm hiện tại đã cảm nhận ưu thế của song sinh chiến hồn, đây chính là lá bài tẩy để hắn có thể ứng phó với tu sĩ chiến tôn cảnh. Thiên đạo thật huyền diệu, nếu như ta không có thiên phú lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không có chọn vô tận chiến điển, tự nhiên cũng không thể đến nơi đây làm cho vô tận chiến điển nhân chủ. Tiêu Phàm trong lòng thập phần cảm khái. Bỗng nhiên, sau lưng Tiêu Phàm hiện ra một hắc ảnh to lớn, ý nghĩ hơi chuyển động thì bên cạnh liền xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn hô ứng lẫn nhau. Bên trong đan điền, vô tận chiến điển hóa thành một mảnh kim sắc lơ lửng tản ra kim quang nhàn nhạt, như mộng tựa huyễn. Không biết ngoại giới đã qua bao lâu, đoán chừng bọn tiểu ma nữ đang rất lo lắng a. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, quay người hướng về phương hướng lúc vào. Nhưng khiến hắn kỳ quái là vô luận hắn đi như thế nào thì đều sẽ quay về chỗ cũ, cả tòa thần phong học viện làm sao lại lớn như vậy a? Chẳng lẽ ta bị lạc đường? Mấy canh giờ trước, ba người tiểu ma nữ, bàn tử cùng Lăng Phong chờ đợi một chút nhưng lại không thấy Tiêu Phàm đi ra liền lập tức có chút nóng nảy. Ba người nhao nhao đi vào bên trong, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc là khi vừa bước vào thì hai người đồng hành bên cạnh đột nhiên biến mất. Huyễn cảnh, Lăng Phong nhất thời lấy lại tinh thần, triệu hồi ra liệt ngục yêu phượng hướng về hư không đánh tới, nhưng làm hắn thất vọng là hư không chỉ vẻn vẹn rung động một cái liền không có gì xảy ra cả. Lăng Phong không tin tà, lại công kích một lần nữa, sau nửa canh giờ rốt cục đuối sức há mồm thở dốc, hắn xếp bằng ở tại chỗ, nổi giận mắng, thần phong học viện, ta, ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Phong còn chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy, thần phong học viện khắp nơi đều rất quỷ dị, làm cho Lăng Phong phải nhìn bằng một cặp mắt khác. Tiểu ma nữ đi vào một hoa hải, biển hoa, hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm mỹ diệu, bản thân tựa như người mông du. Sau mấy canh giờ, tiểu ma nữ mới hồi phục tinh thần lại, hình như ta mới vừa bước vào cổng vòm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Tiểu ma nữ chạy đi, thế nhưng hoa hải này tựa như vô tận, nàng chạy mãi vẫn không thể thoát ra được. Thần phong học viện, ta hận ngươi! Tiểu ma nữ tức giận la lên, từ khi tiến vào thần phong học viện thì nàng chưa từng dễ chịu qua lúc nào. Bên trong một tòa cung điện lộng lẫy, Nam Cung Tiêu Tiêu đang nằm trên một cái giường lớn, xuân quang đầy trời, bốn mỹ nữ linh lung xinh đẹp chỉ mặc mỗi cái yếm đỏ đang nằm xung quanh hắn. Lại đến, bồ đào này mùi vị không tệ, có thể so với linh quả, hiện tại thật dễ chịu a. Bàn tử cười không ngậm miệng được, bốn vị mỹ nữ người một cái ta một cái thay phiên đút mỹ thực cho bàn tử, hai cái tay heo của bàn tử không ngừng mò mẫm khắp nơi. Sau ba canh giờ, bàn tử đột nhiên đứng dậy, nhìn về con đường bên cạnh bốn vị mỹ nữ, thời gian không còn sớm, đáng tiếc chỉ là mộng cảnh a, bất quá, tiểu gia ta nhất định phải cua tận mỹ nhân thiên hạ. Ăn hết mỹ thực thiên hạ. Bàn tử lấy tay vung lên, hư ảnh bốn phía giống như một bức tranh bị thiêu rụi, chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm cách hắn không xa cổ quái nhìn hắn nói, bàn tử, sao ngươi cười gian như thế? Ngay cả nước bọt đều chạy ra hết rồi kìa. Không có gì, không có gì. Bàn tử vội ho một tiếng, xấu hổ cười hì hì, nhưng lại phát hiện ra tiểu ma nữ và Lăng Phong vẫn chưa có tỉnh lại. Đánh thức bọn hắn. Tiêu Phàm đứng tại chỗ nhìn tiểu ma nữ cùng Lăng Phong, hơi hơi cau mày. Bàn tử nhún nhún vai, một bộ dạng không liên quan đến ta, không biết, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên để bọn hắn tự mình tỉnh lại. Khụ khụ, đột nhiên một tiếng ho khan vang lên, Tiêu Phàm và bàn tử giật mình, chỉ thấy Phúc Bá chậm rãi đi tới, cả giận nói, ai bảo các ngươi tiến vào nơi này. Ngài cũng không nói bọn ta không được tiến vào đây a. Ngữ khí bàn tử cũng không tốt gì. Phúc Bá, chúng ta mới đến nên không quen thuộc hoàn cảnh bên trong học viện, thật không nghĩ đến bọn hắn ngoài ý muốn đi vào bên trong, còn mời Phúc Bá cứu tỉnh bọn hắn. Tiêu Phàm thấy bàn tử sắp nổi bão liền vội vàng mở miệng nói. Hắn từ thái độ của Quách Sĩ Thần và Phúc Bá liền có thể nhìn ra, cho dù bọn bàn tử là cửu phẩm chiến hồn thì thần phong học viện cũng không quan tâm. Đối chọi với Phúc Bá. Người thiệt thòi nhất định là bọn hắn, hắn kiếp trước đã lăn lộn nhiều năm nên ánh mắt nhìn người vô cùng chuẩn. Phúc Bá nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm, nói ta chỉ phụ trách giám sát các ngươi, sự tình khác ta mặc kệ,
các ngươi tự tiện xông vào nơi này vậy phải chịu phạt chạy 100 vòng quanh viện tử mới được đi ngủ. Chẳng phải chỉ 100 vòng sao, chạy thì chạy. Bàn tử bĩu môi, một mặt không phục. Nhưng lời còn chưa dứt, Phúc Bá nhanh chóng dùng tay điểm mấy lần tại trên người bàn tử cùng Tiêu Phàm, hai cỗ hồn lực cường đại rót vào thể nội hai người, trong nháy mắt phong ấn đan điền cùng kinh mạch. 100 vòng rất dễ sao, vậy liền chạy 200 vòng đi, à phải rồi, ta nói là đường phố bên ngoài Thần Phong học viện, không phải ngoại viện này. Thanh âm khàn khàn của Phúc Bá thập phần dọa người, đồng thời nhìn phía Lăng Phong cùng tiểu ma nữ nói, các ngươi đừng giả bộ làm gì, không nghe thấy sao, tất cả đều phải chạy 200 vòng. Trong nháy mắt, hai cỗ hồn lực cường đại đồng thời cũng phong ấn hai người kia, không đợi mấy người phản ứng thì Phúc Bá đã biến mất. Lão đầu chết bầm, thối lão đầu. Tiểu ma nữ giận mắng không thôi, nàng và Lăng Phong hai người bọn họ thực sự cũng vừa tỉnh lại lúc Phúc Bá đến, chỉ là không biết Phúc Bá sẽ xử bọn hắn như thế nào mới giả bộ hôn mê. Nhưng hai người không ngờ Phúc Bá đã sớm phát hiện ra thủ đoạn của bọn hắn. Tiêu Phàm, người đột phá chiến sư đỉnh phong. Lăng Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm hì hì cười một tiếng. Chẳng lẽ huyễn cảnh này đối với tu luyện lại có chỗ tốt? Ánh mắt bàn tử sáng lên, trong đầu lại bắt đầu hiện ra những hình ảnh bên trong huyễn cảnh kia, trên mặt lộ ra tiếu dung. Uy, bàn tử thối, nước bọt ngươi chảy ra kìa. Tiểu ma nữ xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Chạy mau đi, 200 vòng cũng không dễ như thế, một vòng chính là một cây số đó, 200 vòng chính là 200 cây số, tiểu kim. Làm phiền ngươi thay chúng ta quét dọn căn phòng một chút. Tiêu Phàm thở ra một hơi, sau đó đi ra ngoài Thần Phong học viện. Nếu như lúc trước hắn còn có chút khinh thường đối với Thần Phong học viện thì hiện tại hắn muốn bằng mọi giá để lưu lại, thông đạo ngoài nội viện đã bất phàm như thế thì bên trong nội viện sẽ còn bất ngờ như thế nào a? Chạy thì chạy, ta sẽ không thua các ngươi. Tiểu ma nữ kêu hừ một tiếng cùng lên. Lăng Phong và bàn tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngay cả tiểu ma nữ đều không chịu thua, hai đại nam nhân bọn hắn làm sao có thể bỏ cuộc. 200 cây số chính là 400 dặm, lại trong tình huống không thể sử dụng hồn lực, cho dù bọn hắn đều là chiến sư cảnh trở lên nhưng cũng là một khảo nghiệm thể lực rất lớn. Vài canh giờ trôi qua, bốn người đã chạy xong 100 vòng, thân thể cả đám chết lặng, sau lưng ướt đẫm, mấy người nhiều lần muốn phá vỡ phong ấn trong cơ thể nhưng đều không được. Trong phòng Phúc Bá, Quách Sĩ Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở nơi này, hắn bưng chén trà khẽ nhấp một cái, cười hỏi, Phúc Bá, thế nào? Đều là những tên gia hỏa không yên phận, bốn người ban ngày xâm nhập bên trong huyễn tâm mê vụ, không ngờ người đầu tiên đi ra là tên gia hỏa Tiêu Phàm. Phúc Bá có chút ngoài ý muốn nói. À, Quách Sĩ Thần cũng kinh ngạc không thôi, đúng là không thể ngờ nha, lúc đầu ta cũng là nhìn thấy tâm tính kiên nghị của hắn nên mới lưu hắn lại. Lại không nghĩ rằng ý chí hắn cũng cường đại như thế. Đúng rồi, lúc trạng vạng trong nội viện có phát sinh dị động, nhưng khi ta đến điều tra lại không có phát hiện điều gì. Phúc Bá lại bổ sung một câu. Chắc lão quái lại đang nghiên cứu thứ gì nữa đây, thôi không cần quan tâm nữa. Quách Sĩ Thần lơ đễnh nói, từ khi hắn đảm nhiệm viện trưởng Thần Phong học viện đến nay thì sự tình dạng này hắn đã thấy quá nhiều. Quách Sĩ Thần đã nói như vậy. Phúc Bá tự nhiên không nói thêm gì, nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm nhận được vô tận chiến hồn thì đoán chừng sẽ không còn bình tĩnh như vậy. Viện trưởng, người không lo lắng thân phận bọn hắn sao? Phúc Bá lại hỏi. Ta đã biết rõ, trừ cái tên gọi là Tiêu Phàm thì ba người khác đều có lai lịch rất lớn, bất quá Thần Phong học viện ta vốn là không phải là Thần Phong học viện của Đại Yên Vương Triều mà là Thần Phong học viện của chiến hồn đại lục, Đại Yên Vương Triều không quản được chúng ta. Quách Sĩ Thần khoát tay nói, mặc dù nhìn qua hắn tựa như cái gì cũng không quan tâm nhưng mọi thứ hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Cũng đúng, chỉ là không biết những tiểu gia hỏa này có bỏ cuộc giữa chừng không, lần chiêu sinh lần trước cũng đã 28 năm rồi à. Phúc Bá cảm thán một hơi, khi hắn lấy lại tinh thần thì Quách Sĩ Thần đã rời khỏi. Lại qua hơn 4 canh giờ, bốn người Tiêu Phàm rốt cục hao hết phần khí lực cuối cùng, cả đám sắc mặt trắng bệch. Lê bước chân nặng nề bước vào đại môn của Thần Phong học viện. Mệt mỏi quá, ta muốn ngủ, các ngươi đừng kêu ta dậy. Mí mắt bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu trùng xuống, nếu như không phải mấy người là chiến sư đỉnh phong,
tố chất thân thể hơn xa người thường thì đoán chừng sớm đã mệt chết. Hiện tại không phải thời gian để ngủ. Lúc này, thanh âm Phúc Bá khàn khàn vang lên, cả đám rùng mình một cái. Tử lão đầu, người đừng ép người quá. Tiểu ma nữ thở phì phò, toàn thân sớm đã ướt đẫm, trong lòng nàng hiện tại oán khí ngập trời a. Phúc Bá căn bản không thèm để ý đến nàng, trong nháy mắt từng đạo lưu quang bắn vào trong cơ thể mấy người, tầng phong ấn kia liền biến mất, bỗng nhiên một cỗ hồn lực bàng bạc xông vào bên trong kinh mạch bọn hắn, giống như dòng nước ấm đem tất cả mệt mỏi đều tan thành mây khói. Tại sao ta lại cảm giác sắp đột phá? Bàn Tử kinh ngạc cảm thụ biến hóa trong cơ thể mình. Ta cũng thế. Tiểu ma nữ cũng kinh hỉ vô cùng. Ta còn kém một chút. Lăng Phong một mặt kinh ngạc. Chỉ có Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn cũng cảm giác hồn lực của mình sau một đêm cũng đã ổn định vững vàng tại chiến sư đỉnh phong. Tiêu Phàm biết rõ, kết quả hiện tại chắc chắn là nhờ huyễn cảnh và đợt huấn luyện đặc biệt này của Phúc Bá, loại phương thức tu luyện này mặc dù tàn khốc nhưng không thể nghi ngờ lại rất hiệu quả. Tiếp tục tu luyện. Phúc Bá liếc nhìn mấy người một cái liền trực tiếp rời đi, bốn người lại đưa mắt nhìn nhau không biết phải nói gì. Mọi người khôi phục hồn lực đi, chút nữa ta mời mọi người một bữa. Lăng Phong cực kỳ hào sảng nói. Hôm nay ta chịu đủ rồi, nhất định phải ăn thật no để bù lại. Bàn Tử cũng gật gật đầu, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ăn tất nhiên là quan trọng. Nhưng muốn tiếp tục ở lại đây thì trong vòng 3 tháng mỗi người đều phải giao ra 100 vạn hạ phẩm hồn thạch a. Tiêu Phàm sờ cằm trầm tư. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, ba người liền cau mày, bọn hắn biết rõ Quách Sĩ Thần và Phúc Bá tuyệt không nói đùa. Lấy thiên phú bọn hắn, vô luận vào học viện của bất kỳ vương triều nào đều sẽ được đãi ngộ cao nhất, mà ở Thần Phong học viện này lại để bọn hắn tự lực cánh sinh, đây là điều không tưởng a. Các ngươi có phương pháp gì không? Số hồn thạch này cũng không phải dễ kiếm a. Bàn Tử khó được lộ ra vẻ thận trọng, xem ra gia hỏa này cũng cảm nhận được lợi ích của Thần Phong học viện, mặc dù mệt một chút nhưng thu hoạch vẫn tương đối khá. Chúng ta vụng trộm lấy hồn thạch, hai tử lão đầu kia nhất định sẽ không biết a. Tiểu ma nữ lơ đễnh nói, giờ phút này nàng cũng không đề cập tới việc rời khỏi Thần Phong học viện nữa. Quách lão quỷ rất khôn khéo. Vạn nhất bị hắn phát hiện đuổi ra khỏi Thần Phong học viện thì không phải chúng ta sẽ rất mất mặt sao? Lăng Phong lắc đầu phủ định ý kiến này. Tiêu Phàm nhìn ba người, nói ta có hai cách để kiếm hạ phẩm hồn thạch, muốn nghe thử ý kiến của các ngươi. Nói nhanh một chút. Ánh mắt tiểu ma nữ sáng lên, Lăng Phong và Bàn Tử cũng hứng thú nghe. Thứ nhất, hôm qua chúng ta tiến vào Thần Phong học viện khẳng định làm cho người của Chiến Vương học viện rất khó chịu, phải biết. Các ngươi đều nắm giữ bát phẩm chiến hồn, thậm chí cửu phẩm chiến hồn, có bao nhiêu người muốn đánh bại các ngươi? Tiêu Phàm ha ha cười nói. Ý ngươi là để cho chúng ta đi tìm người của Chiến Vương học viện để giao đấu, lấy hồn thạch làm vật đặt cược. Ánh mắt Lăng Phong sáng lên, hắn cũng là một tên không sợ trời không sợ đất. Biện pháp này không tồi, tu sĩ dưới chiến tôn cảnh đến bao nhiêu, bàn ra giết bấy nhiêu. Bàn Tử hào khí ngất trời nói. Còn phương pháp thứ hai, tiểu ma nữ ánh mắt lập lòe giống như tiểu tinh linh. Phương pháp thứ hai ta phải tự kiểm chứng đã, nếu thành công thì ta sẽ nói cho các ngươi, nếu là không thành công thì coi như thôi vậy. Tiêu Phàm cười cười sờ bình mỹ dung dịch trong túi áo. Phương pháp gì lại thần bí như thế, cần giúp đỡ gì ngươi cứ nói cho chúng ta. Lăng Phong hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm. Hồn lực của ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Mấy việc sau này cứ mặc kệ, trước hết ăn cho no đã, Lăng Phong mời khách. Bàn Tử bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ hồn lực bạo tạc chấn động tản ra, gia hỏa này đã một bước tiến vào chiến tôn cảnh, tùy thời đều có thể xuyên phá tầng ngăn cách này. Nghe nói duyệt lai lâu rất không tệ. Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, dẫn đầu đám người đi ra ngoài Thần Phong học viện. Trong một gian tử lâu, bốn người ăn như gió cuốn, cả bàn đều là mỹ thực. Cho dù kiếp trước đã nếm qua vô số sơn hào hải vị thì hắn vẫn cảm thấy rất ngon. Thịt tam giai hồn thú quả nhiên rất ngon, đến, cạn ly, về sau mọi người đều là người của mình. Bàn Tử miệng chảy đầy mỡ, chút ngược một ly rượu vào miệng. Về sau mọi người chính là sư huynh muội, nơi này dựa theo tuổi tác nên ta lớn nhất đi,
về sau các ngươi có sự tình gì không giải quyết được thì Lăng Phong ta nhất định sẽ không đứng một bên nhìn. Lăng Phong cười cười, cũng tiếp tục uống. Nhìn Lăng Phong, Tiêu Phàm cũng có chút hảo cảm với hắn, nói theo một cách nào đó thì hắn là tình địch của Tiêu Phàm nhưng hắn lại không thù ghét Tiêu Phàm mà lại hào sảng như vậy. Nếu như Lăng Phong là giả bộ như thế thì tâm cơ của hắn cũng không phải khủng bố bình thường, đương nhiên, Tiêu Phàm nguyện ý tin đây là tính cách thật sự của Lăng Phong. Ngươi bao nhiêu, ta 17, chẳng lẽ ngươi còn lớn hơn ta? Bàn tử là người thứ nhất không phục, hiện tại là tranh chức lão đại, hắn làm sao mà nhường cho người khác được? Thật ngại quá, hôm nay ta 18. Lăng Phong tà tà cười một tiếng. Bất quá Tiêu Phàm lại nhìn thấy bên trong ánh mắt hắn có chút cô đơn. Lăng Phong, sinh nhật vui vẻ. Tiêu Phàm giơ lên một chén rượu, một ngụm uống hết. Kêu lão đại, còn nữa, chúng ta mặc dù là sư huynh đệ nhưng ta cũng không đem thi vũ tặng cho ngươi, chúng ta cạnh tranh công bằng. Lăng Phong ra vẻ âm trầm nói. Tốt. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu, ngươi nhanh chinh phục tiểu ma nữ đi a. Để tiểu gia sau này còn tự do. Các ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ sắc mặt ửng đỏ, uống vài chén rượu cũng đã bắt đầu say, khuôn mặt dường như muốn chảy ra nước, da thịt mềm mại làm người khác không kiềm lòng muốn sờ một cái. Ta 16, tiểu ma nữ nhỏ hơn ta, ngươi là tiểu tứ. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, vội vàng nhận vị trí của mình, hắn muốn dạy tiểu ma nữ biết kính giả yêu trẻ. Hừ, dựa vào cái gì? Ta là người thứ nhất gia nhập thần phong học viện. Tiểu ma nữ rất không phục, lão tứ làm nàng rất không thoải mái. Đa số thắng thiểu số. Bọn Tiêu Phàm ba người chăm miệng một lời, làm cho tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân, lại chẳng thể làm gì. Sau nửa canh giờ, toàn bộ món ăn trên bàn đều bị mấy người quét sạch sẽ, sau khi ở một cái rõ to liền nâng bụng đi xuống lầu. Khách quan, hết thảy 31.000 hạ phẩm hồn thạch. Xóa đi số lẻ thì hết thảy 30.000 hạ phẩm hồn thạch. Trưởng quỹ cười hì hì nhìn bốn người, tựa như nhìn thấy một đống hồn thạch sáng chói. Rồi Lăng Phong ở một cái lục lục tay áo, có lẽ do uống say nên lục cả nửa ngày cũng chẳng đem ra được đồ vật gì. Nha, đây không phải là mấy thiên tài của thần phong học viện sao, thế nào, không có tiền cũng dám tới Duyệt Lai lâu ăn cơm. Thần phong học viện vốn là một đám quỷ nghèo, có cửu phẩm chiến hồn thì như thế nào. Cũng chưa chắc đủ tài nguyên để tu luyện, không chừng cả đời này cũng không thể đột phá chiến vương cảnh. Ngay cả mấy vạn hạ phẩm hồn thạch đều không có, nói chi đến tài nguyên tu luyện khác, thật sự cho rằng thần phong học viện hiện tại vẫn như trước a, không bị chết đói đã là vạn hạnh rồi, nghe nói thần phong học viện đã 20 mấy năm chưa chiêu sinh, cũng không biết có phải thực không. Vài đạo âm dương quái khí đột nhiên truyền tới, ở cửa ra vào có mười mấy người mặc đồng phục giống nhau đi tới. Hiển nhiên là người của chiến vương học viện. Người dẫn đầu lại là một người quen, chính là Hoàng Thiên Thần trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay, cựu nhân gặp mặt vốn nên đỏ mắt, nhưng Hoàng Thiên Thần lại trầm mặt không nói. Bên cạnh hắn, một tên thiếu niên vóc người cao gầy, đôi mắt u lãnh khinh thường liếc bọn người Tiêu Phàm, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Thần nói, Thiên Thần huynh, một tên trong đám người đó đã đánh lui huynh. Hoàng Thiên Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đen thui. So với ăn chuột chết còn khó chịu hơn, hắn dù sao cũng là cường giả xếp hạng trước 20 của viện bảng, đường đường chiến tôn cảnh lại thua ở trong tay một tên chiến sư cảnh, đây cũng không phải là sĩ nhục bình thường. Bất quá chỉ do Tiêu Phàm vận khí tốt thôi, nếu không thì hắn làm sao là đối thủ của Thiên Thần. Tiêu U bên cạnh Hoàng Thiên Thần vội vàng đứng ra giải thích, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sát ý, trên mặt nàng có một chút dấu vết tím xanh, hiển nhiên là bị người đánh. A, à, ta cũng rất muốn nhìn xem, tên Tiêu Phàm này có phải vận khí luôn tốt như vậy không? Thiếu niên cao gầy mỉm cười, sau đó nụ cười liền biến mất, lạnh giọng nói, ai là Tiêu Phàm, cút ra đây. Đôi mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, men say trong nháy mắt tán đi, một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn thiếu niên cao gầy kia. Ngươi là tên Tiêu Phàm may mắn kia, thiếu niên cao gầy cao ngạo ngẩng đầu, tựa như cao cao tại thượng nhìn xuống Tiêu Phàm. Thật đúng là không thèm đặt Tiêu Phàm vào mắt. Hắn đối với thực lực của Hoàng Thiên Thần hiểu rất rõ, Hoàng Thiên Thần là chiến tôn trung kỳ, xếp hạng thứ 19 trên viện bảng, hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể chiến thắng đều hoàn toàn dựa vào vận khí. Bàn tử và tiểu ma nữ lộ ra vẻ lo lắng,
nhưng lại bị Lăng Phong ngăn lại. Nếu như nói nơi này ai hiểu rõ thực lực của Tiêu Phàm nhất mà nói vậy cũng chỉ có Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Thần. Ngày đó Hoàng Thiên Thần đánh một trận với Tiêu Phàm, Lăng Phong cũng thấy được một hai, thực lực Tiêu Phàm còn không phải thứ kinh khủng nhất, thứ mạnh nhất trên người hắn chính là tâm tính, lại nói Tiêu Phàm đã đột phá đến chiến sư đỉnh phong, hiện tại ngay cả chiến tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hoàng Thiên Thần lúc đầu còn muốn nhắc nhở một cái thiếu niên cao gầy một chút, nhưng lúc nghe thấy những lời châm chọc của hắn thì Hoàng Thiên Thần cũng lười nói thêm cái gì. Ta chính là Tiêu Phàm. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, vừa mới đột phá chiến sư đỉnh phong, hắn cũng muốn tìm bia thử kiếm, tu sĩ cùng giai trừ khi là siêu cấp yêu nghiệt thì còn lại hắn đều không sợ. Mục tiêu của hắn chính là chiến tôn cường giả. Ngươi nếu có thể đẩy lui ta, tiền bữa cơm này ta trả thay cho các ngươi. Thiếu niên cao gầy cười cười, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Hoàng Thiên Thần. Thấy Tiêu Phàm không nói, hắn sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, liền nói, yên tâm, ta liền đứng bất động ở chỗ này, nếu người dùng toàn lực ánh một kích mà có thể làm cho ta lui lại thì coi như ngươi thắng. Tiểu tử này không phải sợ chứ, cái này cũng không dám đáp ứng, có phải là nam nhân hay không đây? Tiểu tử này thảm rồi đây. Tôn tử sư huynh đã là chiến tôn trung kỳ A, hơn nữa còn là cường giả xếp thứ 18 trên viện bảng, cùng giai đã rất ít người có thể đánh thắng được hắn, huống chi là một tên chiến sư nho nhỏ. Thần Phong học viện đều là thứ hèn nhát hay sao? Thua cũng không thua cái gì, thắng lại được không ba vạn hạ phẩm hồn thạch, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, thế này cũng không dám đáp ứng sao? Người sau lưng thiếu niên cao gầy trào phúng, không ngừng giễu cợt Tiêu Phàm. Hèn nhát, người của tứ đại gia tộc thực sự là không biết sống chết. Lăng Phong trong lòng cười lạnh. Người trước đem ba vạn hạ phẩm hồn thạch giao cho trưởng quỹ, đừng đến lúc đó lại đổi ý. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng nói. Tiểu tử, người thực sự là cuồng vọng, người có biết ta là ai không? Đệ tử tứ đại gia tộc cho tới bây giờ đều là lời hứa ngàn vàng, làm sao chỉ vì ba vạn hạ phẩm hồn thạch mà đổi ý? Huống chi? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đẩy lui bản thiếu gia ta. Tôn tử sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt các ngươi, lời hứa của tứ đại gia tộc đáng giá ngàn vàng, bất quá trong mắt ta thì cũng không phải là như thế, nếu không đồng ý thì biến. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt hắn chính là đại biểu cho sự trào phúng đối với tứ đại gia tộc. Ngươi tự tìm cái chết. Tôn tử phẫn nộ, giới chỉ trên ngón tay đảo một vòng. 300 khối trung phẩm hồn thạch lập tức rơi vào trên quầy. Đây là hồn giới, đám người lên tiếng kinh hô, hâm mộ nhìn tôn tử. Tiêu Phàm cũng là khá kinh ngạc, giới chỉ nhỏ như thế lại có thể chứa được nhiều vật, chẳng lẽ đây chính là nạp giới và càn khôn giới mà kiếp trước được nhắc đến trong tiểu thuyết. Nhà quê, ngay cả hồn giới đều không biết sao. Trên mặt tôn tử lộ ra đắc ý, hồn giới chính là một loại hồn binh cực kỳ đặc thù. Do chú tạo sư dùng thủ pháp đặc biệt chế tạo ra, bên trong tự thành không gian, có thể dung nạp vật phẩm khác. Có thể rèn đúc hồn giới, chí ít cũng là chú tạo sư ngũ phẩm, bởi vậy, hồn giới phổ thông nhất cũng tương đương với hồn binh ngũ phẩm, giá trị dựa theo không gian lớn nhỏ để định. Bất quá, cho dù hồn giới nhỏ nhất cũng phải mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch, thế mới thấy được hồn giới chân quý đến nhường nào. Hồn giới ta là không biết. Nhưng ta biết 300 trung phẩm hồn thạch đã thuộc về chúng ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đúng là thứ cuồng đồ, cút tới đây. Tôn tử lộ vẻ dữ tợn, nếu như không phải muốn gián tiếp chứng minh bản thân mạnh hơn Hoàng Thiên Thần thì hắn đã sớm tiến lên giết Tiêu Phàm rồi. Cẩn thận! Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển động, chân đạp mê tung bộ hướng về tôn tử phóng đi, hắn phất tay một cái từng đạo hồn lực xuất ra hóa thành kiếm mang sắc bén. Kiếm quang như phá toái hư không, truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, có hơn 10 đạo kiếm ảnh quét tới trước người tôn tử biến sắc, nếu như tiếp tục đứng tại chỗ nhất định sẽ bị kiếm quang kia chém trúng. Thế nhưng nếu lui lại thì coi như mình đã thua, thậm chí bản thân còn không bằng cả Hoàng Thiên Thần, bởi vì Hoàng Thiên Thần còn có dũng khí chiến một trận. Tôn tử lúc này mới phát hiện, bản thân đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm. Hắn có thể đánh bay Hoàng Thiên Thần cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào vận may. Đám người con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, đây thực sự là thực lực chiến sư cảnh sao? Hắn lại đột phá,
Ánh mắt Hoàng Thiên Thần lóe lên lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng trầm giọng nói kẻ này nhất định phải chết. Vù, vù, trong hư không truyền đến từng đợt khí bạo, tất cả kiếm khí đều chém về hướng Tôn Tử, vào lúc mọi người nghĩ Tôn Tử nhất định phải thụ thương thì lại phát hiện Tôn Tử đã né sang một bên, sắc mặt khó coi vô cùng. Cảm ơn ba vạn hồn thạch của ngươi. Tiêu Phàm cười cười, là biết Tôn Tử nhất định không dám ngạnh kháng một kích này. Dứt lời, Tiêu Phàm cho bọn Lăng Phong một cái ánh mắt, liền bắt đầu rời khỏi quán rượu. Ai bảo các ngươi đi? Tôn Tử gầm lên giận dữ phản ứng lại, mấy người phía sau hắn nhao nhao rút hồn binh ra chĩa về hướng đám người Tiêu Phàm. Làm sao, Tôn gia đều là một mặt hàng giống như ngươi sao, còn lời hứa ngàn vàng, ta nhổ vào. Lăng Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Tử, một cỗ khí thế thượng vị giả bộc phát ra, dọa cho đám người đối diện một trận khiếp sợ. Hoàng Thiên Thần vội vàng ngăn đám người sau lưng lại, hắn mặc dù không biết thân phận thực sự của Lăng Phong nhưng hắn đã được người trong gia tộc nhắc nhở, phải tận lực lôi kéo hắn, cho dù không thể làm bằng hữu cũng nhất định không thể đắc tội hắn. Người Tôn gia tự nhiên nói lời giữ lời, Tôn Tử trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, thực lực ngươi đủ để đánh với ta một trận, nếu như ngươi thắng ta, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch này liền thuộc về ngươi. Vừa dứt lời, Tôn Tử lần nữa vung ra 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, không thể không nói, thân làm đệ tử dòng chính của tứ đại gia tộc, hồn thạch trên người đúng là không ít. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, đám người hít một hơi, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch cũng đã đủ mua một viên hồn tinh của tứ giai hồn thú đỉnh phong, để tu sĩ chiến sư đột phá đến chiến tôn cảnh. Làm sao, không dám. Tôn Tử giữ tợn cười một tiếng, giống như một đầu cuồng thú khát máu. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, người đuổi ăn mày sao? Tiêu Phàm một mặt coi thường không thèm để ý, điều này làm cho đám người kia hận nghiến răng. Nếu như người nguyện ý dùng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đuổi ăn mày, lão tử cũng tình nguyện làm ăn mày. Tiêu U nhìn Tiêu Phàm trước mặt, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, trong lòng nàng cực kỳ hối hận. Sớm biết lúc trước đã không từ thủ đoạn giết chết Tiêu Phàm để trừ hậu họa rồi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Tôn Tử đồng tử như ma, hắn chỉ muốn đánh với Tiêu Phàm một trận để lấy lại thể diện mà thôi. Ít nhất 50 vạn, nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 50 vạn, nếu ngươi thua, cho ta 50 vạn. Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh nói. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhất là Tiêu U. Nàng hiểu tình thế của Tiêu Phàm một ít, 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, đừng nói là Tiêu Phàm, cho dù là Tiêu gia thì đó cũng là một khoản tài phú khổng lồ a. Ha ha ha, Tôn Tử ngửa mặt lên trời cười to giống như vừa nghe được một chuyện cười, chỉ bằng tiểu tử ngươi, ngươi cũng có thể xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Mấy người tiểu ma nữ cũng nhíu mày, 50 vạn hạ phẩm hồn thạch nếu là bình thường thì bọn họ cũng không để vào mắt. Nhưng là hiện tại bọn hắn thật đúng là không lấy ra được, không có việc gì làm sao lại mang nhiều hạ phẩm hồn thạch như thế trên người. Tin hay không tùy ngươi, nếu không có gan thì chúng ta đi trước. Tiêu Phàm không thèm để ý, trong mắt hắn, hồn thạch chỉ bất quá là một chút tiền tài mà thôi, hiện tại hắn tất nhiên không lấy ra được nhưng hắn biết rõ Tôn Tử sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy lại y phong. Chậm đã, quả nhiên, Tiêu Phàm vừa mới đi một bước, Tôn Tử liền gọi hắn lại. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, ta cược với ngươi. Vừa dứt lời, hắn vung tay mang một đống hồn thạch đặt trên mặt đất, mỗi một khỏa đều lớn như đầu ngón út vậy, nhìn sơ qua ước chừng có hơn 200 ngàn. Còn chưa đủ, Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên không hổ là đệ tử đại gia tộc, tùy thân đều mang theo mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Hắn cũng đã xác định được hồn giới trong tay Tôn Tử, không gian bên trong đoán chừng có 3-4 mét khối. Cũng đã đủ để vào đó rất nhiều đồ vật. Đem hồn thạch các ngươi lấy ra. Tôn Tử đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào đám người phía sau. Tôn thiếu, ta chỉ mang 20 khỏa trung phẩm hồn thạch tạp ta không mang trên người. Ta đây có 50 khỏa, vừa mới tắm rửa, hồn thạch tạp cũng quên mang. Hiện tại ta trên người cũng chỉ có 63 khỏa trung phẩm hồn thạch. Nguyên một đám tu sĩ sau lưng Tôn Tử xuất ra mấy chục khỏa trung phẩm hồn thạch, nhưng mà còn lâu mới đủ con số 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Cả đám vô dụng. Tôn Tử quát lạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người bên cạnh, bình thường cả đám đều a dua nịnh hót mình, chỉ muốn vơ vét chỗ tốt trên người mình,
hiện tại đến thời khắc mấu chốt thì cả đám đều cong đít bỏ đi. Những người kia cúi đầu, bọn hắn cảm giác được Tiêu Phàm có chút cổ quái, nên cũng không nguyện ý điên cuồng cùng tôn tử. Hơn nữa bọn hắn biết rõ, cho dù là thắng hay thua thì hồn thạch bọn hắn xuất ra đều không thể nào thu về. Bên trong hồn thạch tạp này có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, nếu ngươi thắng, tất cả thuộc về ngươi, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tôn tử phẫn nộ tới cực điểm, hắn cũng đã không còn quan tâm đến hồn tạp nữa, đây là một tấm thẻ đặc thù của chiến hồn đại lục, tựa như thẻ ngân hàng ở kiếp trước, dùng thập phần thuận tiện, chỉ bất quá hồn thạch tạp lại do chiến hồn điện thống nhất phát hành. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ lắc đầu, trên mặt mang một tia nhạt cười nhạt. Làm sao, ngươi muốn lật lọng? Ánh mắt tôn tử trong nháy mắt trở nên lạnh lõ. Tiêu Phàm điềm tĩnh nói, thứ nhất, là ngươi bức ta đánh với ngươi một trận, điều kiện là ta đưa ra, ngươi nhất định phải xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, mà ta không cần, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không chiến, ta không biết hồn thạch tạp là cái gì, ngươi nói bên trong có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch thì ta liền phải tin. Ngươi cho rằng ngươi quá thông minh hay cho rằng ta là một kẻ ngu? Đương nhiên, hồn giới này ta ngược lại biết rõ, nếu như ngươi đem nó lấy ra làm tiền đặt cược thì cũng không phải là không thể. Tiêu Phàm tiếp tục bổ sung một câu. Si tâm vọng tưởng, tôn tử gầm thét, thần sắc một trận giãy giụa, hắn rất muốn giáo huấn tên Tiêu Phàm không biết trời cao đất rộng này một phen nhưng hắn lại không thể bỏ hết mặt mũi mà trực tiếp đối phó với hắn. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, nó thấy tôn tử muốn đối phó Tiêu Phàm liền lập tức nhe răng trợn mắt nhìn tôn tử. Lão Tam muốn tay không bắt sói. Hắn tin tưởng thực lực bản thân như vậy sao? Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói nhỏ bên tai Lăng Phong. Mấy người men say cũng thanh tỉnh lại rất nhiều, bốn người trước đó theo tuổi tác lớn nhỏ sắp xếp, Tiêu Phàm xếp hạng thứ ba, bàn tử trực tiếp kêu Lão Tam. Nhị mập. Người cảm thấy Lão Tam làm người như thế nào? Lăng Phong thấp giọng nói, hắn phát hiện mình cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm. Làm người trầm ổn, hình như có chút biến thái. Bàn tử cau mày, nghĩ một lúc rồi chân thành nói ra. Ta cũng cho rằng như thế. Lăng Phong mỉm cười. Tiêu Phàm liếc mắt hai người, vừa nhìn về phía tôn tử nói, chẳng phải chỉ là một mai hồn giới sao? Ta nghĩ, người đường đường là thiếu gia tôn gia. Hẳn cũng không để vào trong mắt a. Tiêu Phàm bắt đầu cho tôn tử hít cần, bất quá, tôn tử lúc này vẫn cực kỳ thanh tỉnh, cười lạnh nói chỉ là một mai hồn giới. Tên nhà quê như ngươi có biết một kiện hồn giới có giá bao nhiêu không? Là 80 vạn hạ phẩm hồn thạch, tên nhà quê như ngươi cho dù làm cả đời cũng chưa chắc mua nổi. Vậy liền cược lớn một chút, góp cái số nguyên, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lơ đễnh, ngược lại cười cười. Cực kỳ nghiêm túc nói. 100 vạn, cho dù lấy thân phận tôn tử thì cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, 100 vạn, tính luôn cái quần lót của hắn tình cũng chẳng đủ 100 vạn a. Hồn giới này cũng do trưởng bối trong tộc ban thưởng, nhất định không thể lấy ra đánh cược. Lúc đầu tôn tử nhất định không chịu lấy hồn giới làm tiền đặt cược, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cái mặt bựa nhân của Tiêu Phàm thì lập tức nộ khí trùng thiên, hắn phẫn nộ quát nếu như ngươi thua thì như thế nào. Ta sẽ không thua, nếu như thua, 100 vạn hồn tinh tự nhiên sẽ dâng cho ngươi, nếu không có thì ta sẽ làm nô bộc cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong mắt tự tin vô địch. Được, đây đều là do ngươi nói, trưởng quỹ, thay ta lập cái hiệp nghị, bản thiếu gia xưa nay sẽ không ép buộc người khác, nhưng cũng không thể để cho người khác trêu đùa bản thiếu gia. Tôn tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong lòng lại bổ sung một câu, chờ đến khi ngươi rơi vào tay bản thiếu nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Trưởng quỹ rất nhanh liền lập xong một cái hiệp nghị, Tiêu Phàm cùng tôn tử hai người nhìn một lần rồi ký tên đồng ý, sau đó cùng bước ra đường lớn. Lão đại, có phải chơi lớn quá hay không? Bàn tử có chút lo lắng nói, tôn tử dù sao cũng là cảnh giới chiến tôn trung kỳ A, chiến hồn Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm. Chẳng lẽ còn có thể chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới cùng hai cái tiểu cảnh giới hay sao? Ta cũng không biết, hy vọng đừng xảy ra vấn đề. Lăng Phong cũng có chút không rõ, hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn nhưng khi đối mặt với tôn tử đều phải cẩn thận, huống chi Tiêu Phàm hình như chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Đồ lưu manh, đem hắn đánh thành mặt heo, tốt nhất là đánh để cho cha mẹ hắn đều nhìn không ra.
Tiểu ma nữ vùng vùng nắm đấm, ở một bên thêm dầu vào lửa nói. Yên tâm, ta sẽ đánh cho cha mẹ hắn đều nhận không ra. Tiêu Phàm nhếch miệng cười, cười cực kỳ tà, trong lòng suy nghĩ, một trận chiến này không chỉ là đánh tan hắn, còn muốn lưu lại ám ảnh trong lòng hắn, để hắn về sau không dám tìm ta gây phiền phức. Ra tay đi, cho dù mới vừa rồi bị Tiêu Phàm đánh lui nhưng tôn tử hắn vẫn có ngạo khí. Không hổ là cao thủ trên viện bảng của Chiến Vương Học Viện, quả nhiên có phong độ, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Phàm cười cười, trong giọng nói tràn ngập châm chọc, sau một khắc, chân hắn xuất ra mê tung bộ, biến mất tại chỗ. Tiêu Phàm lắc mình một cái liền đi tới trước người tôn tử, bá đạo đấm ra một quyền, trong hư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, một quyền này là tam phẩm chiến kỹ do dung hợp nhiều loại nhị phẩm chiến kỹ mà thành. Vô luận là tại tốc độ hay là lực lượng, thậm chí là phương diện kỹ xảo đều đạt tới cực hạn của tam phẩm chiến kỹ. Điêu trùng tiểu kỹ. Tôn tử cười lạnh một tiếng, người nhẹ như yến, khi Tiêu Phàm đến trước mặt dùng một trường trực tiếp cứng đối cứng. Từng đạo gợn sóng bạch sắc trường cương từ trong tay hắn phát ra, một cỗ khí tức nặng nề đem Tiêu Phàm chấn áp, động tác giống như nước chảy mây trôi, khí trùng tứ phương. Tứ phẩm chiến kỹ, bài vân trường. Đám người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn tôn tử. Quả nhiên không hổ là thiếu chủ tôn gia, tứ phẩm chiến kỹ đã luyện đến cấp độ xuất thần nhập hóa, người đối diện là ai lại dám khiêu khích tôn gia. Đoán chừng lại là một con nghé con đi, cũng may là gặp phải tôn đại thiếu, nếu như gặp phải tôn nhị thiếu vậy thì càng không may a. Tôn nhị chính là một trong tam đại ác thiếu bên trong Yến Thành. Người này liền đợi đến nhặt xác đi, vô luận thắng thua. Tôn gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn, dám tại Yến Thành đắc tội tôn gia đại thiếu, đây không phải là muốn chết sao? Một ít tu sĩ không biết sự tình đều bị trận đấu của Tiêu Phàm và tôn tử hấp dẫn đến, cả đám nhao nhao vây quanh nhìn Tiêu Phàm, tất cả đều cười lạnh. Oanh, một quyền của Tiêu Phàm cùng bài vân trưởng va vào nhau, một cỗ khí thức cuồng bạo chấn động tứ phương đem tu sĩ đang đứng xem đánh bay một khúc, lục phủ ngũ tạng chấn động hộc máu. Đá xanh trên đường phố bị chấn vỡ không ít, bụi bặm nổi lên bốn phía, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hãi. Ta biết hắn là ai, lúc ấy hắn đắc tội Hoàng Thiên Bá, chỉ dùng một kiếm liền đánh bay Hoàng Thiên Thần, mặc dù chỉ có tứ phẩm chiến hồn nhưng cũng được Viện trưởng Thần Phong Học Viện mang đi. Có người nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này thật biết cách gây sự a, vừa mới đắc tội Hoàng Đại Thiếu, hiện tại lại đắc tội Tôn Đại Thiếu. Lại có người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm giống như nhìn một cái người chết. Người tu luyện tam phẩm chiến kỹ đến cực hạn, tôn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, đây là át chủ bài của ngươi à? Nếu như chỉ có thế thì ngươi có thể nằm xuống rồi. Thật vậy sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, U Linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện, một cỗ hồn lực bàng bạc chấn động tản ra. Bóng đen vẫn mơ hồ như cũ nhưng so với hôm qua đã cường đại hơn nhiều. Tứ phẩm chiến hồn mà thôi. Tôn tử vẻ mặt coi thường, phẫn nộ quát, xích diễm thiên hùng, đi ra. Theo một tiếng gầm của tôn tử, sau lưng hắn liền xuất hiện một đầu cự hùng huyết sắc hỏa diễm, gấu cao hai trượng, cơ bắp cuồn cuộn đầy tính bạo tạc, huyết sắc hỏa diễm bên trên như muốn đem cả không gian này đốt cháy. Lục phẩm chiến hồn, xích diễm thiên hùng. Nghe đồn lực lượng xích diễm thiên hùng vô cùng bá đạo, một quyền liền có thể oanh sát chiến vương cường giả a. Đám người bàn tán, nhanh chóng thối lui về phía sau, chỉ sợ bị tai bay vạ gió. Bá đạo thiên quyền, tôn tử hài lòng hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ bốn phía, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến hồn xích diễm thiên hùng một bước đi ra, một quyền bá đạo đánh úp về phía Tiêu Phàm. Từng đạo quyền ảnh phá không mà ra, hư không chấn động. Xích diễm thiêu đốt ẩn chứa một cỗ uy lực phá diệt. Thật mạnh, không hổ là đệ tử của tứ đại gia tộc, chẳng những có lục phẩm chiến hồn, lại còn có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ, mặc dù chỉ là gia lông nhưng diệt sát một tên chiến sư cảnh đã quá dư giả. Đám người trong lòng rung động, chỉ thấy không khí xung quanh Tiêu Phàm đều đã cuồng bạo, quyền ảnh cùng hỏa diễm đầy trời. Vô tận chi kiếm, Tiêu Phàm phát ra một đạo âm thanh, kiếm ảnh lấp lóe, quang mang hừng hực. Bên ngoài cơ thể hắn kim sắc chi hỏa đang lập lòe cháy, đây là hiệu ứng khi vận chuyển vô tận chiến quyết. Oanh long long, kiếm mang gào thét đánh ra, tốc độ giống như thiểm điện, vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm nổ tung, thế nhưng,
quyền kia ảnh cùng hỏa diễm kia quá nhiều, căn bản không phải một lần có thể phá hết được. Ta cảm thấy, có lẽ giết ngươi sẽ làm cho ta hả giận a. Tôn Tử cười ha ha, hồn lực cuồn cuộn thả ra, quyền phong xuất ra càng nhiều hơn vừa rồi. Vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm đánh tới Tiêu Phàm, khí thế cường đại đã làm cho khí huyết toàn thân hắn sôi trào, hắn cũng không thể không thừa nhận, ngũ phẩm chiến kỹ cũng không phải là tam phẩm chiến kỹ có thể so sánh. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm quyền ảnh đầy trời kia, trong đầu nhanh chóng thôi diễn, truyền thừa vô tận chiến điển đã hoàn toàn in vào trong đầu hắn. Chết đi, Tôn Tử gầm thét, quyền ảnh bá đạo oanh sát đánh xuống. Tôn Tử, vừa nói chỉ luận bàn cao thấp. Bàn Tử gầm thét, một quyền này đánh xuống thì Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ a, uy lực ngũ phẩm chiến kỹ cực kỳ khủng bố. Giết hắn thì sao, bức ta xuất ra một chiêu này, hắn chết cũng đáng. Tôn Tử cười gằn, hắn căn bản không đem bọn Bàn Tử để vào mắt. Tại Yến Thành, chỉ có tứ đại gia tộc giết người khác, cho tới bây giờ vẫn chưa có người dám giết đệ tử của tứ đại gia tộc. Muốn giết ta, người chết sẽ là ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tên Tôn Tử này muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn còn lưu thủ sao? Vô tận chi quyền, theo tiếng gầm giận dữ, Tiêu Phàm đột nhiên bạo khởi, tam phẩm chiến kỹ oanh sát mà ra, từng quyền đánh ra, hư không ầm ầm rung động. Quyền ảnh mặc dù bá đạo nhưng vẫn không có uy hiếp đến tính mạng hắn, ngược lại là những hỏa diễm kia lại để Tiêu Phàm có chút bận tâm. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm bị một quyền đánh bay. Vô số huyết sắc hỏa diễm xông vào bên trong kinh mạch hắn, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể như con diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đá xanh trên đường vỡ ra văng tứ tung. Dừng tay, người thắng. Lăng Phong bước ra ngăn ở trước mặt Tôn Tử, một quyền vừa rồi có thể đã lấy đi nửa cái mạng của Tiêu Phàm, nếu còn tiếp tục đánh thì chắc hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Cút ngay, hắn còn chưa nhận thua. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Tôn Tử thần sắc lạnh lẽo, hắn không định buông tha Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm lừa gạt ba vạn hồn thạch không nói, Tiêu Phàm còn muốn lừa đi hồn giới của hắn. Lăng Phong, tránh ra. Đột nhiên, một âm thanh đạo bá đạo mà lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đã chậm rãi đứng dậy, lau đi máu tươi rồi từng bước tiến tới. Tiêu Phàm, ngươi, Lăng Phong lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Lão đại, hắn nói không sai. Ta chưa từng nhận thua, một trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Tiêu Phàm đẩy thân thể Lăng Phong ra, từng bước một đi về phía trước. Ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Tôn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một quyền vừa rồi chính là át chủ bài lớn nhất của hắn, xích hồng hỏa diễm có thể đốt cháy kinh mạch và đan điền a. Một quyền này cho dù chiến tôn hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn a, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể chiếm cứ vị trí thứ 18 trên viện bảng. Hắn không biết, những hỏa diễm kia khi tiến vào bên trong cơ thể đều bị U Linh chiến hồn hấp thu sạch sẽ, bản thể vô tận chiến hồn cũng là một loại hỏa diễm của xích diễm thiên hùng ở trước mặt vô tận chiến hồn căn bản không tính là cái gì, tối đa chỉ là thuốc bổ cho nó mà thôi. Chiến, Tiêu Phàm kiên định lạ thường, một kích vừa rồi mặc dù bá đạo nhưng hắn không tin Tôn Tử có thể thi triển vô hạn, hơn nữa, hắn giờ phút này cũng đã động sát tâm. Yên tâm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tôn Tử cười lạnh, xích diễm thiên hùng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Lục phẩm chiến hồn, xích diễm thiên hùng, hỏa diễm xích hồng hung uy vô hạn đem không gian xung quanh đều nhuộm thành một màu huyết sắc, đợi một thời gian khi Tôn Tử trưởng thành thì hắn nhất định sẽ trở thành cường giả chiến vương cảnh. Trong mắt mọi người, Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ có tứ phẩm chiến hồn. Hơn nữa tu vi chỉ là chiến sư đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của Tôn Tử. Chết đi! Tôn Tử gầm thét, khí diễm của xích diễm thiên hùng tăng vọt, hai tay giống như hai ngọn núi đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tự tìm chết, trong miệng Tiêu Phàm kêu lên, chân thi triển mê tung bộ, trong na hí mắt thoát được một kiếp, hắc khí quanh thân U Linh chiến hồn cuồn cuộn, một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ toàn thân Tiêu Phàm. Giờ phút này, khí thế Tiêu Phàm tăng vọt tựa như trong nháy mắt đã vượt qua chiến tôn cảnh, một đạo hồn kiếm phóng lên tận trời, vô tung vô ảnh, chỉ có một cỗ khí tức u lãnh mà lăng lệ đang tỏa ra. Thật sự chỉ là tứ phẩm chiến hồn sao? Tại sao ta cảm giác còn kinh khủng hơn so với lục phẩm chiến hồn? Đám người ra đầu tê dại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Giết,
Tiêu Phàm phát ra một chữ, kiếm quang cường đại đột nhiên trong nháy mắt đi tới trước người Tôn Tử, Tôn Tử sắc mặt đại biến, quyền phong không ngừng oanh ra, thân thể cấp tốc lùi lại. Ngay lúc đó, U Linh chiến hồn hóa thành hắc khí cuồn cuộn quấn quanh Xích Diễm Thiên Hùng, vô luận nó giãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được trói buộc của hắc phụ. Ngươi dám, Tôn Tử hoảng loạn gào thét, hắn làm sao có thể nghĩ Tiêu Phàm dám thật giết mình. Phốc, vừa dứt lời, một đạo kiếm cương xuyên thẳng cánh tay hắn, cánh tay trái của hắn bay lên không trung, huyết dịch phun đầy đất. Không dám, ngươi dám giết ta, ta liền dám giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn lao vào không hề có chút lưu tình nào, một quyền đánh nát tay cụt của Tôn Tử. A, Tôn Tử thảm thiết la lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, con người bỗng nhiên rung động, vừa muốn nói cái gì lại chỉ thấy một đạo quyền ảnh phá không mà tới. Mấy cái răng từ trong miệng hắn bị đánh bay cả ra ngoài, xương trên mặt vỡ ra kêu răn rắc, thân thể như diều đứt dây lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Hắc phụ cuồn cuộn cách đó không xa lần nữa biến thành U Linh chiến hồn, mà Xích Diễm Thiên Hùng lại không còn thấy tăm hơi. Người này thực sự là biến thái. Chiến hồn, Xích Diễm Thiên Hùng của Tôn Tử đâu rồi? Đám người trong mắt đều là vẻ khó tin, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm thực chỉ là chiến sư đỉnh phong sao? Làm sao cảm giác so với chiến tôn đỉnh phong còn kinh khủng hơn? Ngay cả Tôn Tử đều không phải là đối thủ, mém chút đã bị hắn giết. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng về Tôn Tử, U Linh chiến hồn hắc khí cuồng cuộn chìm nổi trên đỉnh đầu hắn, khí thế dường như lại mạnh hơn mấy phần. Trong lòng Tiêu Phàm giờ phút này cũng đang kinh đào hải lãng, chỉ có hắn biết chiến hồn, Xích Diễm Thiên Hùng đã bị U Linh chiến hồn cắn nuốt sạch sẽ. Chiến hồn có thuộc tính thôn phệ, trên đời có chiến hồn dạng này sao? Tiêu Phàm ngay cả nghe còn chưa từng nghe qua, nhưng mà U Linh chiến hồn xác thực lại có thể làm như thế. Nếu U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn vậy thì chiến hồn Xích Diễm Thiên Hùng là cái thá gì đây? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn không dự định buông tha Tôn Tử. Tôn Tử máu me khắp người, thần sắc hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm đi tới, hắn dùng một cái tay còn lại chống đỡ thân thể không ngừng lùi lại, hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Tiêu Phàm một cước giẫm ở trên người Tôn Tử, Tiêu Phàm giờ phút này đã động sát tâm, Tôn Tử dưới chân hắn hộc máu không thôi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Phàm giơ chân lên lại hung hăng đạp xuống một cước, Tôn Tử phát ra tiếng giống thê lương, tu sĩ bốn phía nhìn mà tê cả da đầu, Tiêu Phàm lúc này quá kinh khủng, hắn hiện tại giống như ma thần chuyển thế. Hoàng Thiên Thần cảm giác lưng phát lạnh, trong lòng âm thầm hô may mắn. May mắn người nằm trên mặt đất không phải bản thân hắn, nếu như hắn chết, gia tộc có thể sẽ thay hắn báo thù, nhưng người đều chết rồi thì báo thù có ý nghĩa gì nữa. Tiêu U sắc mặt trắng bệch, nàng không thể nào hiểu được, đây là phế vật 9 năm của Tiêu gia sao? Làm sao có thể cường đại như vậy? Ngươi không phải rất bá đạo sao? Lại là một cước đạp xuống, Tôn Tử dường như chỉ còn nửa cái mạng. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, dẫn đầu là một tên nam tử kim bào, mày rậm mắt hổ, trên người tản ra một cỗ khí thế vương giả uy nghiêm. Tôn gia chủ, đám người lên tiếng kinh hô, vội vàng tránh ra một con đường, người tới chính là Yến Thành tứ đại gia tộc Tôn gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Tôn Tử, Tôn Đình. Người tốt nhất đừng tới. Tiêu Phàm một cước hung hăng dẫm lên đầu Tôn Tử, trợn mắt liếc nhìn Tôn Đình. Hắn trong lòng cũng thầm kêu không tốt, mình cùng Tôn Tử chiến đấu, Tôn gia tại sao lại đến? Chẳng lẽ vận khí mình kém như vậy? Bọn hắn chỉ trùng hợp đi ngang nơi này. Người trẻ tuổi, hạ thủ lưu tình a. Tôn Đình nhìn qua Tôn Tử máu thịt be bét thì cau mày một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển đến người Tiêu Phàm, một cỗ khí tức như có như không tản ra, hướng về Tiêu Phàm quét tới. Ta khuyên người tốt nhất đừng nhúc nhích, mạng con trai của ngươi còn mỏng hơn ta đấy. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ hồn lực to lớn trùng kích, cũng may có bạch thạch tỏa ra quang mang ngăn trở. Tôn Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn vừa mới muốn dùng hồn lực tập sát Tiêu Phàm, nhưng không nghĩ đến Tiêu Phàm thí sự đều không có, nếu là bình thường chiến sư, đoán chừng sớm đã biến thành ngớ ngẩn, chẳng lẽ tiểu tử này trên người có dị bảo. Quả nhiên không hổ là người một nhà, đều thích làm một chút sự tình trộm gà bắt chó,
ngươi không cảm thấy ngươi đường đường là chiến vương cường giả lại dùng hồn lực đánh lén là rất nhục sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tôn Đình. Làm càn, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tôn Đình còn chưa động thủ thì một tên nam tử trung niên phía sau hắn lại phẫn nộ quát. Mọi người xung quanh kinh ngạc, tên tiểu tử Tiêu Phàm này bị điên rồi, dám nói chuyện với Tôn gia chủ như thế, cho dù hắn có 100 cái mạng thì cũng không đủ cho người ta giết a. Tiêu U và Hoàng Thiên Thần trong mắt lộ vẻ vui mừng, nếu như Tôn Đình có thể giết Tiêu Phàm thì chính là một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tôn Đình ngăn lại người bên cạnh lại, hắn híp hai mắt nói, người trẻ tuổi, con ta mà chết, người cũng phải chết, còn có người thân bằng hảo hữu, đều phải chết, người có tin không? Đầu chọc đéo sợ bị nắm tóc, tiểu ra một thân một mình chẳng lẽ lại sợ uy hiếp của ngươi? Tiêu Phàm thần sắc lạnh tới cực điểm, dám dùng người nhà để uy hiếp hắn. Đây quả là đã chọc đến nghịch lân của hắn, dưới chân bỗng lại tăng thêm mấy phần khí lực. A Tôn Tử phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, điều này khiến Tôn Đình cực kỳ tức giận, xem ra tiểu tử này rất khó chơi đây. Nếu như nói Tiêu Phàm có chút bận tâm vậy cũng chỉ có Tiêu Hạo Thiên, về phần đám người tiểu ma nữ, Tiêu Phàm cảm thấy Tôn Đình không dám giết bọn hắn. Nếu quả thật giết tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử đoán chừng sẽ diệt cửu tộc của Tôn gia. Đám người thấy thế đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, dám ngay trước mặt Tôn Đình tra tấn nhi tử hắn, hắn đây con mẹ nó cũng quá cuồng a. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Tôn Đình rốt cục chịu thua, hắn chỉ có hai tên nhi tử, Tôn Tử là một trong những người thừa kế chức vị gia chủ Tôn gia, nắm giữ lục phẩm chiến hồn, tương lai nhất định sẽ trở thành chiến vương cường giả. Bây giờ đã có thể thương lượng, Tiêu Phàm cười lạnh, trong tay lấy ra một tờ giấy, chính là hiệp nghị trước đó hắn cùng với Tôn Tử ký, trên đây đã ghi rõ ràng, nếu bản thân hắn không đầu hàng, ai cũng không thể nhúng tay, ta hình như nhớ lúc nãy hắn cũng nói với ta như thế. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên cúi xuống nhìn Tôn Tử nói, Tôn Tử, người có đồng ý đầu hàng hay không? Tôn Tử nghe vậy liền muốn hộc máu, sớm biết như thế đã không mạnh miệng như thế rồi. Hắn bây giờ có muốn nói cũng nói không được. Đám người vây xem nghe thấy lời của Tiêu Phàm khóe miệng cũng giật một cái, hắn nhất định là không muốn buông ta Tôn Tử a. Hiện tại răng đều đánh rụng, miệng sưng lên giống một cây xúc xích thì nói kiểu vẹo gì. Rất nhiều người kém chút bật cười, nhưng sợ uy thế của Tôn Đình nên không ai dám biểu lộ chút gì. Con trai, ngươi nếu nguyện ý đầu hàng thì lắc đầu một cái. Sắc mặt Tôn Đình âm trầm đáng sợ. Giờ phút này hắn cũng không dám bước Tiêu Phàm, giống như Tiêu Phàm nói, đầu chọc không sợ nắm tóc, nếu như Tiêu Phàm giết con tin thì hắn cũng không cứu kịp. Ô ô Tôn Tử nghe vậy, đầu liền giống như là trống lúc lắc, liên tục lắc qua lắc lại. Ngươi không phục, Tiêu Phàm cau mày một cái, nhưng trong lòng thì cười to không thôi. Tôn Tử lắc đầu, lại gật gật đầu, thiếu chút nữa thì khóc lên, đáng tiếc lại nói không ra lời. Không được rồi, Tôn gia chủ. Ta không biết hắn rốt cục là có muốn đầu hàng hay không. Tiêu Phàm nhìn về phía Tôn Đình nói. Phốc phốc, tiểu ma nữ cũng không nhìn được nữa, nàng bưng lấy miệng cười ha hả, Bàn Tử cũng là phình bụng cười to, cười đến phải ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tôn Đình lạnh lùng liếc mắt chừng hai người, hai cường giả bên người đột nhiên phóng ra khí thức cường đại hướng về hai người. Ha ha đột nhiên, tu sĩ bốn phía cũng nhìn không được nữa liền bật cười. Hai đại cường giả vội vàng ngừng bước, số đông luôn luôn chiến thắng, nhiều người như vậy chẳng lẽ phải giết hết. Tiểu tử, người đến cùng muốn thế nào? Tôn Đình cũng không kiên nhẫn, hắn muốn một tát đánh chết Tiêu Phàm, thế nhưng là lại sợ ném chuột vỡ bình. Ta không muốn như thế nào, chỉ là hắn hiện tại thua, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đều phải giao ra, trên hiệp nghị đã viết rõ ràng rồi. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nói thật. Hắn cũng không dám thực giết Tôn Tử, Tôn Đình mà nổi khùng thì hắn nhất định chết không chỗ chôn. Thực lực của hắn nếu đánh với cường giả chiến tôn cảnh thì còn có cơ hội chạy trốn, còn nếu là chiến tông cảnh vậy thì cửu tử nhất sinh, lại càng không cần phải nói cường giả chiến vương. Nơi này có 120 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tôn Đình không chút do dự ném ra một trương hồn thạch tạp, so với tính mạng của con trai hắn thì 100 vạn hồn thạch chẳng tính là gì. Đây chính là nội tình của tứ đại gia tộc Đại Yên Vương Triều. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn thạch tạp, nói ta tin tưởng cách làm người của Tôn gia chủ, bất quá nếu ta thả hắn thì đoán chừng ta cũng cách cái chết không xa.
Tiêu Phàm không phải người ngu, ở nơi này, tứ đại gia tộc có thể không thèm nhìn luật pháp phương triều, huống chi là chỉ giết một tên không quyền không thế như hắn, đối với cái pháp tắc sinh tồn ở thế giới này Tiêu Phàm đã quá rõ ràng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tôn Đình cau mày một cái, trong lòng thầm hô tại sao thằng nhãi này lại khó chơi đến thế? Bất quá trong lòng hắn cũng có ý định này, sau khi cứu được tôn tử, hắn nhất định bằm thịt tên Tiêu Phàm này ra. Ta cần một cái cam kết, hiện tại tôn gia chủ trước mặt tất cả mọi người phải phát thệ, nếu ta thả tôn tử, cường giả chiến tôn cảnh trở lên của tôn gia không thể xuất thủ với ta, bằng không trời tru đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm đọng lại. Tôn Đình sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm vang lên răn rắc, một cỗ lệ khí ngập trời thoáng hiện. Đương nhiên, tu sĩ cùng giai của tôn gia ngươi có thể đều đến giết ta, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Ngữ khí Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Thực lực bá đạo, người càng bá đạo. Mọi người đồng tử co rút nhìn Tiêu Phàm, dám trước mặt nhiều người như thế uy hiếp gia chủ tôn gia, đây cần phải có dũng khí như thế nào. Tiểu tử này thực sự là cuồng vọng, hắn thật muốn chết sao? Hoàng Thiên Thần híp hai mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nếu ta không muốn, Tôn Đình thần sắc lạnh lùng, hắn không tin lời thề gì cả nhưng hắn không muốn bị người khác uy hiếp. Vậy liền chết, Tiêu Phàm cơ hồ không chút do dự mở miệng nói ra một câu, một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra, chân dẫm lên tôn tử lại dùng thêm chút sức. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tôn Đình cũng tức giận, tiểu tử này quá thông minh. Dứt lời, Tôn Đình từng bước một đi đến Tiêu Phàm, hắn không tin Tiêu Phàm có can đảm giết nhi tử hắn, cho dù Tiêu Phàm không có người thân vậy cũng còn có bằng hữu. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử Thần sắc khẩn trương lên, ngón tay nắm chặt giống như muốn đâm thủng cả da thịt. Tiêu Phàm ngẩng đầu cười lạnh liếc Tôn Đình, nói ta biết ngươi dám, nếu không ngươi thử xem, ta và ngươi đánh cược, xem ai ra tay nhanh hơn. Tôn Đình nghe vậy thân hình run lên, chỉ thấy Tiêu Phàm một tay bóp vào cổ tôn tử, chỉ cần dùng lực một chút, tôn tử nhất định phải đi bán muối. Quy củ Yến Thành đối với tứ đại gia tộc vô dụng, người khác có thể chết, chỉ người của tứ đại gia tộc là không thể chết, thực sự là buồn cười. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Ngươi, Tôn Đình tiếng nói trì trệ, không biết phải phản bác như thế nào, ở thế giới cường giả vi tôn này, cái gọi là luật pháp cùng quy củ đều là vì kẻ yếu chế định. Mà các đại gia tộc bọn hắn lại siêu nhiên bên ngoài. Hôm nay, quy củ này cần phải sửa lại một chút, quy củ của các ngươi đối với ta vô dụng. Tiêu Phàm lôi cổ tôn tử, sắc mặt tôn tử kìm nén đến đỏ bừng. Đám người nhìn thân ảnh Tiêu Phàm, trong lòng chấn kinh, giờ phút này lại không một ai dám khinh thường Tiêu Phàm, người này không hề tầm thường, thậm chí có chút đáng sợ. Nhiều năm như vậy, tứ đại gia tộc đứng ngạo nghễ bên trong Yến Thành. Trừ vương tộc ra thì căn bản không đem những người khác để ở trong mắt, nhưng hiện tại, tiểu tử này dám uy hiếp tôn gia, đây phải nói là phách đảm kinh thiên. Nói hắn cuồng ngạo cũng tốt, nói hắn vô tri cũng được, kể từ hôm nay, Yến Thành không ai không biết cái tên Tiêu Phàm. Hoàng Thiên Thần trong lòng có chút may mắn bản thân không có xuất thủ, bằng không hiện tại nhất định tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần Tiêu Phàm xuất thủ, ngay cả cơ hội đầu hàng liền không có. Tốt nhất mang theo mọi người các người rời đi, bằng không. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, tay phải bóp cổ tôn tử có hắc sắc quang mang đang nhấp nháy. Tiểu tử, cho dù hôm nay con ta chết ta cũng phải lột ra ngươi. Tôn Đình gầm thét một tiếng, khí thế chiến vương cảnh trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ áp lực vô hình tản ra tứ phương. Đám người vây xem đều bị đánh bay, huyết quang đầy trời, một số tu sĩ yếu kém đều bị chấn đến hộc máu. Có thể thấy lực lượng của cường giả chiến vương đáng sợ như thế nào. Để lại một câu nói, Tôn Đình nhanh như thiểm điện đánh về phía Tiêu Phàm. Vậy thì đều chết đi. Tiêu Phàm vẻ mặt dữ tợn, thế nào cũng chết, chỉ bằng kéo thêm một tấm đệm lưng, chỉ ít đường xuống hoàng tuyển cũng không cô độc. Nhưng hắn hơi nuối tiếc, bản thân trọng sinh chiến hồn đại lục còn không có đại triển quyền cước, còn chưa xông ra thiên địa một phen liền phải bỏ mình nơi này. Răng rác. Bàn tay vừa dùng lực, xương cổ tôn tử đã đứt gãy, đầu ngoặt sang một bên. Thằng nhãi ranh, ta nhất định thiên đao vạn quả ngươi, nhất định sẽ lột ra ngươi. Tôn Đình triệt để tức giận, con trai của hắn chết trước mặt hắn thì làm sao hắn có thể bình tĩnh. Sát khí cuồn cuộn bộc phát, hồn lực cuồng bạo chấn động hư không,
dưới sự trùng kích khổng lồ này Lâm Dịch không ngừng ho ra máu, cương phong giống như lưỡi dao cắt ra cắt thịt hắn. Giết, Tiêu Phàm lộ vẻ kiên quyết vẻ, hắn rõ biết rõ bản thân chỉ là kiến càng lay cây, không thể nào là đối thủ của Tôn Đình, thậm chí còn chưa chắc đụng được tới Tôn Đình, nhưng hắn vẫn chưa từng có ý nghĩ chạy trốn. Nam nhi tại thế, chỉ có đứng chết, không có quỷ sống. Đồ lưu manh, tiểu ma nữ gào thét, nàng hai mắt đỏ bừng, muốn chạy đến nhưng lại bị một cỗ cương phong đánh bay. Từng hình ảnh nàng và hắn hiện lên ở trong đầu, nàng phát hiện, không biết lúc nào trong lòng nàng đã nhiều thêm một bóng hình, vô luận như thế nào đều không xóa đi được. Lăng Phong và Bàn Tử hai người ra sức trùng kích cương phong, hai người giờ phút này cũng bị Tiêu Phàm lây nhiễm, hai mắt đỏ như máu, cắn chặt môi nhìn chằm chằm Tôn Đình. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét nhưng mà thực lực có hạn, cũng không thể tiến sâu vào trong. Giết con trai của gia chủ, khiêu khích Tôn gia chủ, tiểu tử này chết một vạn lần đều không có gì đáng tiếc. Tên gia hỏa không biết trời cao đất dày, chết cũng đáng đời. Thực sự là đáng tiếc, kẻ này nếu trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành kiêu hùng một phương A, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, chỉ là quá trẻ tuổi nóng tính. Đám người bị liên lụy trong lòng giận mắng. Không ít người đem cừu hận đặt lên trên người Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm khiêu khích Tôn Đình thì bọn hắn cũng sẽ không bị thương. Bất quá, cũng không ít người thầm than đáng tiếc, Tiêu Phàm bá đạo bất khuất đã khắc sâu vào lòng mọi người. Chết, Tôn Đình lạnh lùng phát ra một chữ, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của Tiêu Phàm, tất cả phẫn nộ đều dồn hết vào một chưởng này. Oanh, một đợt sóng dư chấn cuồng bạo tản ra bốn phương tám hướng, đá xanh bay tứ tung. Bụi bặm bay đầy trời, vô số thân ảnh bị hất bay, kiến trúc bốn phía đều nhận trùng kích rất lớn. Đồ lưu manh, tiểu ma nữ khóc thương tâm liệt phế, dưới một chưởng này đừng nói là chiến sư cảnh, cho dù là chiến tông cảnh cũng nhất định chết là cái chắc. Dám giết người Tôn gia ta, là hắn tự tìm chết. Hai cường giả của Tôn gia lạnh lùng trào phúng, sắc mặt vô tình. Một kích này cho dù là chiến vương sơ kỳ cũng phải chết đi. Thực lực gia chủ Tôn gia quả là thâm bất khả chắc. Đám người lảo đảo từ mặt đất đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó bụi bay mịt trời làm bọn hắn không thể thấy rõ. Khi bụi bặm tan đi, con người đám người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không chút tổn hại đứng đó. Phát sinh cái gì, mọi người kinh hô, dưới một chưởng như thế lại không mảy may tổn hao. Tiêu Phàm này là một tên yêu nghiệt sao? Sau vài hơi thở, mọi người rốt cuộc biết phát sinh chuyện gì, phía trước Tiêu Phàm có một tên nam tử gầy gò, khuôn mặt hơi trắng, làn da ngăm đen, có loại cảm giác tuổi già sức yếu, thân thể lung lay sắp đổ giống như chỉ cần một cơn gió lớn là có thể thổi ngã hắn vậy. Tôn Đình đứng đối diện sắc mặt trắng bệch khó coi, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu. Tôn gia chủ thụ thương, người nọ là ai, làm sao có thể mạnh như vậy? Đám người cả kinh nhìn nam tử cao gầy kia. Là hắn, viện trưởng Thần Phong học viện. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra thân phận của nam tử cao gầy, người tới trừ Quách Sĩ Thần thì còn có thể là ai? Tôn Đình là chiến vương cường giả A, lại bị Quách Sĩ Thần một trưởng chấn thương, vậy thực lực của Quách Sĩ Thần cường đại tới mức nào đây? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Quách Sĩ Thần, hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt lại là Quách Sĩ Thần xuất thủ cứu giúp. Trong lòng thở phào đồng thời cũng đem Quách Sĩ Thần mắng cho hả giận một hồi. Lão tiểu tử này lúc này lại còn chơi trò rình mồi, đi ra sớm một chút thì mình cũng không cần phải giết tên tôn tử kia, làm hại bản thân từ đây về sau lại phải đối địch với Tôn gia. Quách lão quỷ, tiểu ma nữ trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, kích động chạy tới, Lăng Phong và Bàn Tử cũng vội vàng đuổi theo, cách đó không xa còn có hai đại cường giả Tôn gia mắt lom lom nhìn. Đứng cạnh Quách Sĩ Thần là an toàn nhất a. Nghe được tiếng kêu của tiểu ma nữ, Quách Sĩ Thần sắc mặt rực rực, bị một tên hậu bối gọi như thế trước công chúng thì đây là lần đầu tiên. Quách Sĩ Thần, ngươi muốn cùng Tôn gia đối địch hay sao? Tôn Đình lạnh lùng nhìn Quách Sĩ Thần, trong mắt có chút kiêng dè, trong lòng trầm trọng nói, một kích toàn lực của ta lại bị Quách Sĩ Thần nhẹ nhàng đỡ được, vậy thực lực hắn há không phải là chiến vương đỉnh phong? Quách Sĩ Thần khoát tay một cái nói, Tôn gia chủ nói giỡn, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy có người muốn giết người của Thần Phong học viện ta, người làm viện trưởng như ta tự nhiên sẽ không thể để cho học sinh mình bị thiệt thòi, Tôn gia chủ là chiến vương lại xuất thủ với hậu bối chiến sư,
xem ra cũng ngứa tay a, đúng lúc ta cũng đang ngứa tay, nếu không chúng ta tiếp tục luận bàn một chút. Ngứa tay, ngứa cả nhà ngươi, nghe được Quách Sĩ Thần mà nói, Tôn Đình sạm mặt lại, trong lòng thầm mắng không thôi. Lão gia hỏa này làm thế nào mà trùng hợp đi ngang qua, rõ ràng là âm thầm ngồi xem nên mới có thể xuất thủ kịp thời như thế. Nếu chưa cùng Quách Sĩ Thần giao thủ thì hắn còn muốn lao lên đánh một trận, nhưng mà hiện tại, hắn quả thật không dám. Đám người cổ quái nhìn Quách Sĩ Thần, làm sao lão gia hỏa này lại cùng Tiêu Phàm giống một dạng, điều bức nhân như thế. Người ngươi Thần Phong học viện giết con ta, ta giết hắn có gì không đúng. Tôn Đình phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý vẫn như cũ nhưng kiêng dè thực lực của Quách Sĩ Thần nên vẫn chưa xuất thủ. Không phải chỉ chết một đứa con sao? Một chút khí độ như thế ngươi vẫn không thể nhịn à, quả thật hàm dưỡng còn rất kém nha. Quách Sĩ Thần lơ đễnh nói. Ngươi, Tôn Đình bất lực phản bác, nhất thời không biết mở miệng làm sao. Quách lão quỷ thật bá đạo. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Quách Sĩ Thần, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi, Quách Sĩ Thần dám nói ra lời này, đã không phải bá đạo bình thường nữa mà chính là không đặt Tôn gia vào trong mắt a. Lão tử cố ý chọc ngươi đấy, làm sao, có ngon đến đây đánh với lão tử. Làm sao, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôn gia chủ bây giờ vẫn còn trẻ, còn có thể đẻ thêm được một đứa, thế nhá, nếu không có việc gì thì chúng ta đi trước đây. Quách Sĩ Thần liếc mắt nhìn bọn Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị rời đi. Tôn Đình tức giận muốn thổ huyết, đây là lần đầu tiên bị người khác khi nhục như thế, thân hình của hắn lóe lên chặn đường đám người Quách Sĩ Thần lại, nói Quách Sĩ Thần, người không cho ta một cái công đạo, ai cũng không thể rời đi. Bàn giao, người muốn bàn giao cái gì? Quách Sĩ Thần cà lơ phất phơ nói. Ta muốn hắn chết, Tôn Đình chỉ Tiêu Phàm lạnh lùng quát. Người vừa rồi muốn giết học sinh ta, vậy ta có phải cũng nên giết ngươi không? Quách Sĩ Thần thần sắc không bận tâm, cảm xúc từ đầu đến cuối đều không có thể hiện, giống như đang nói chuyện phiếm vậy. Tôn Đình cười tợn, sát khí nặng nề nói, hiện tại, ta phải giết hắn, còn có bọn hắn đều phải chết, hôm nay ta cũng phải nhìn xem, ngươi làm sao bảo vệ được bọn hắn. Nghe như thế, bốn người Tiêu Phàm sầm mặt lại, Quách Sĩ Thần có lẽ mạnh nhưng giết người và cứu người cũng không giống nhau, huống chi, bên kia còn có hai vị cường giả của Tôn gia. Ồn ào. Ngữ khí Quách Sĩ Thần lạnh lẽo, thân hình bỗng biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện đã ở trước người Tôn Đình. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Đình bị đánh hộc máu bay ngược về sau hơn 100 mét. Cái này, đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, ánh mắt khó tin nhìn Quách Sĩ Thần. Tôn Đình là cường giả chiến vương lại bị Quách Sĩ Thần một cái tát bay. Tôn Đình cũng bị Quách Sĩ Thần một tay đánh ngất. Hắn vốn cho là Quách Sĩ Thần mạnh hơn hắn nhưng cũng không nghĩ đến Quách Sĩ Thần lại mạnh đến như vậy. Bốn người Tiêu Phàm mắt sáng lên nhìn Quách Sĩ Thần, cả đám phải mất một lúc mới định thần lại. Bá đạo, cường thế, đây là những từ ngữ để miêu tả Quách Sĩ Thần. Ai cũng không ngờ tới, một tên viện trưởng của một cái học viện suy bại trăm năm lại cường đại như vậy, ngay cả chiến vương cảnh đều bị một tát đánh bay. Chiến lực thế này phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều lại có mấy người. Đừng có tự làm mất mặt mình nữa, học viên Thần Phong học viện cũng chỉ có ta mới có thể đánh. Quách Sĩ Thần thập phần bình thản nhìn Tôn Đình. Vừa nghe thấy thế thì ánh mắt sùng kính của đám người Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, cả đám bị lời nói của Quách Sĩ Thần chấn cho một vố, lão tiểu tử này vẫn đáng ghét như trước a. Nơi xa, Tôn Đình lung la lung lay đứng dậy lau đi máu tươi. Thần sắc âm trầm bất định nhìn Quách Sĩ Thần, việc này đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Quách Sĩ Thần, người có bản lĩnh thì cứ mà theo sát bảo vệ bọn hắn. Tôn Đình biết hôm nay đã không thể làm gì Tiêu Phàm, chỉ có thể uy hiếp mấy người, dù sao, hắn thân làm gia chủ, hôm nay lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy thì cũng phải nói vài câu lấy lại mặt mũi. Quách Sĩ Thần nhún vai, một mặt không quan tâm, dù sao người Tôn gia ngươi nhiều, ngươi không quan tâm. Ta cũng sẽ không quan tâm, ngươi giết một người của ta, ta diệt trăm người Tôn gia ngươi, hơn nữa mấy người bọn họ nếu có gì ngoài ý muốn, ta đều tìm đến Tôn gia ngươi. Đám người nghe vậy trong lòng run một cái, Quách Sĩ Thần đâu chỉ cuồng vọng mà chính là sát thần a. Tôn Đình khó chịu giống như ăn phải chuột chết, mặt mũi hôm nay mất sạch rồi, nhi tử chết, mình bị nhục, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ?
Tiêu Phàm, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tôn Đình đành phải phẫn nộ dồn hết lên người Tiêu Phàm. Quách Sĩ Thần không tiếp tục để ý Tôn Đình, mang theo bốn người Tiêu Phàm rời đi, đám người tự giác nhường ra một con đường, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Đi được mấy bước, Quách Sĩ Thần tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người nhìn tu sĩ toàn trường, đương nhiên, nếu như chỉ là chiến tôn cảnh xuất thủ thì ta sẽ không nói gì, người trẻ tuổi cũng nên rèn luyện nhiều một chút. Mấy người Tiêu Phàm sắc mặt tối đen, trong lòng giận mắng không thôi, lão tiểu tử này không gây thù hận cho bọn hắn sao? Chiến tôn cảnh cũng phân cao thấp a, bốn người bọn họ chỉ có Lăng Phong là chiến tôn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm, bàn tử cùng tiểu ma nữ chỉ là chiến sư đỉnh phong mà thôi, nếu gặp phải mấy tên chiến tôn đỉnh phong vậy cũng đành co giò mà chạy. Viện trưởng Thần Phong học viện nói có thể cho chiến tôn cảnh đối phó bọn chúng sao? Chẳng lẽ hắn tự tin về thực lực bọn chúng như vậy? Tiêu Phàm đã biến thái như thế, ba người khác đều nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, không lẽ còn yếu hơn Tiêu Phàm sao? Thần Phong học viện suy bại mấy trăm năm hôm nay lại muốn quật khơi a, hơn 20 năm chưa từng xuất hiện người nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, khó trách Quách Sĩ Thần bảo hộ bọn hắn như thế. Đám người nghị luận ầm ĩ. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện Quách Sĩ Thần đã mang bọn Tiêu Phàm biến mất nơi cuối con đường. Một khắc đồng hồ sau, Quách Sĩ Thần mang theo bọn hắn dừng trước một tòa tửu lâu, phía trên viết vài chữ to, Phiêu Hương Lâu. Quách lão quỷ, ngươi mang chúng ta đến đây làm gì? Tiểu ma nữ quả thực là không sợ trời không sợ đất, cho dù nhìn thấy thực lực cường đại của Quách Sĩ Thần nhưng cũng không hề có bất cứ e ngại gì. Không phải là vì là các ngươi sao? Quách Sĩ Thần lời nói ẩn ẩn làm cho bốn người đều ngơ ngác, Tiểu Kim cũng gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không tin. Quách Sĩ Thần đắng chát cười một tiếng, thật giống như bị người cho đội nón xanh, khó chịu nói, ngươi xem, học phí hiện tại các ngươi cũng chưa giao, ta không phải kiếm tiền nuôi học viện sao? Mấy người nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần, Quách Sĩ Thần không phải muốn để bọn hắn làm việc ở Phiêu Hương Lâu chứ? Phanh 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 phanh, đột nhiên Quách Sĩ Thần ký đầu bốn người. Bốn người đau đến rưng rưng, tiểu ma nữ cũng đã chảy nước mắt. Quách lão quỷ, ta không để yên cho ngươi. Tiểu ma nữ dương nanh múa vuốt đánh tới Quách Sĩ Thần nhưng mà mặc cho nàng dùng lực như thế nào cũng không thể nào tiến tới, giống như có một lực lượng vô hình ngăn nàng lại. Ba vạn a, Quách Sĩ Thần cúi đầu trước ngực, tức giận nói, các ngươi vậy mà đi duyệt lai lâu tiêu phí ba vạn hạ phẩm hồn thạch, cũng không thèm đến Phiêu Hương Lâu. Đến nơi này, ta còn có thể ưu đãi giảm 10% cho các ngươi a. Mấy người hoàn toàn bị Quách Sĩ Thần đánh bại, tư duy lão tiểu tử này nhảy quá nhanh, bốn người có chút không theo kịp. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi có thu hoạch gì? Quách Sĩ Thần đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thần sắc biến nghiêm nghị vô cùng, cùng mới vừa rồi tựa như hai người khác nhau. Tiêu Phàm cau mày, hít sâu một hơi nói, ta không nên xúc động giết tôn tử dù sao cũng là người của tứ đại gia tộc. Là ta không cân nhắc chu toàn. Chỉ như thế, Quách Sĩ Thần xem thường nhìn Tiêu Phàm, một bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép nói, người khác muốn giết ngươi chẳng lẽ ngươi đứng yên cho hắn giết? Thần Phong học viện ta không có học viên hèn nhát như thế, hôm nay ngươi làm rất tốt, biết rõ hẳn phải chết cũng phải kéo lên một cái đệm lưng. Sắc mặt bốn người giật giật vài cái, vốn tưởng rằng bọn họ nhất định bị giáo huấn một phen nhưng ai ngờ Quách Sĩ Thần lại không bình thường như thế. Đương nhiên, cũng có chỗ không tốt. Quách Sĩ Thần lại mở miệng nói, rõ ràng ngươi đã nắm được lợi thế nhưng ngươi lại không lợi dụng triệt để, 140 vạn hồn thạch cũng là giá, tại sao ngươi không kêu lên 400 vạn luôn? Nói đến đây, trong tay Quách Sĩ Thần đột nhiên có thêm một tấm thẻ, chính là hồn thạch tạp mà lúc trước Tôn Đình đưa cho Tiêu Phàm. Quách lão quỷ, ngươi khốn kiếp, Tiêu Phàm nổi giận, lão tiểu tử này vậy mà trộm hồn thạch tạp của mình. Đây chính là 140 vạn hạ phẩm hồn thạch a, đối với Tiêu Phàm mà nói thì đây đã là một khoản tiền lớn. Người trẻ tuổi phải biết tu tâm dưỡng tính, những hạ phẩm hồn thạch này coi như là học phí. Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Học phí chỉ cần 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, đem 40 vạn hồn thạch trả cho ta. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. 40 vạn còn lại coi như phí xuất thủ cứu ngươi hôm nay. Quách Sĩ Thần phóng xuất hồn lực đem mấy người Tiêu Phàm cản ở ngoài, cười nói, các ngươi đi đi, lần sau nếu lại có sự tình tốt như thế này thì cứ tới tìm ta. Nói xong, thân hình Quách Sĩ Thần lóe lên tiến vào Phiêu Hương Lâu.
lão già khốn kiếp này quá đáng giận. Tiểu ma nữ vô cùng bất bình, răng mèo cọ sát kêu kèn kẹt, bộ ngực sữa phía trước chập chờn. Hắn không mang chúng ta trở về, chẳng lẽ sẽ không sợ người Tôn gia lại đối phó chúng ta? Bàn tử vẫn có chút lo lắng nói. Người Tôn gia hiện tại bảo hộ chúng ta còn không kịp, chỉ ít cường giả chiến tông trở lên chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta, Quách lão quỷ nếu phát cuồng thì Tôn gia nhất định sẽ phế. Lăng Phong cười cười nói, chỉ cần không phải chiến tông xuất thủ thì mấy người đều không sợ, đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy. Các ngươi nói, thực lực Quách lão quỷ như thế nào? Bàn tử vuốt cằm hỏi, vừa nghĩ đến một cái tát đánh bay Tôn Đình kia thì trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Chiến vương hậu kỳ, tiểu ma nữ trầm ngâm nói. Tôn Đình hình như là chiến vương hậu kỳ, Quách lão quỷ đoán chừng là chiến vương đỉnh phong. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Nếu như là chiến hoàng thì sao? Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu đột nhiên nói ra một câu, Quách sĩ thần thật sự cho hắn cảm giác quá thần bí làm hắn không thể không hoài nghi. Chiến hoàng, tiểu ma nữ, Lăng Phong cùng bàn tử hít sâu, có chấn kinh, cũng có hoài nghi. Chiến hoàng, đây chính là tồn tại chỉ ít nắm giữ thất phẩm chiến hồn, trong toàn bộ Đại Yên Vương triều chỉ có mấy người, đều là những người ở đỉnh của Kim Tự Tháp. Nếu như lão hỗn đản thực sự là chiến hoàng thì chúng ta liền có thể đi ngang ở Đại Yên Vương triều rồi. Bàn tử cười cười, trong lòng bắt đầu suy nghĩ méo mó. Trở về mọi người mau chóng đột phá chiến tôn cảnh, về sau đối mặt chiến tôn cũng có mấy phần chắc chắn. Lăng Phong gật gật đầu. Các ngươi mang theo tiểu kim trở về trước, ta đi làm ít chuyện. Tiêu Phàm vừa nói vừa sờ đầu tiểu kim. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm đã quay người rời đi. Lão Tam làm sao lại thần thần bí bí như thế? Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói, bên trong bốn người bọn họ, thực lực mạnh nhất là Lăng Phong nhưng là Tiêu Phàm lại là người để hắn nhìn không thấu. Đi thôi. Trong mắt Lăng Phong lóe qua một sợi tinh quang, đâu chỉ bàn tử nhìn không thấu Tiêu Phàm, hắn cũng nhìn không thấu. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm đi đến chỗ bán quần áo mua vài bộ quần áo. Lại mua thêm vài cái mặt nạ, hắn đi đến một chỗ vắng thay một bộ đồ màu đen, đeo lên một chiếc mặt nạ gỗ. Hóa trang như thế này, cho dù là tiểu ma nữ cũng không thể nhận ra. Tiêu Phàm mỉm cười, bàn tay lắc một cái liền xuất hiện một cái giới chỉ. Nếu để cho bọn Lăng Phong nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh không thôi, cái này không phải hồn giới trong tay tôn tử sao. Hồn giới chỉ có thể sử dụng sau khi chủ nhân của nó chết, hiện tại tôn tử đã chết. Hồn giới hẳn đã là vật vô chủ. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, một tia hồn lực rót vào bên trong hồn giới đột nhiên tỏa ra quang mang đen kịt. Tiêu Phàm liền cảm ứng được tiểu không gian bên trong hồn giới, không gian không lớn, cũng chỉ 3 cái mét khối, bên trong chất đầy đồ vật thượng vàng hạ cám. Tiêu Phàm đảo mắt một cái, ở đây chừng khoảng 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, còn có mấy trăm khỏa trung phẩm hồn thạch, còn lại chỉ là một số quần áo vô dụng. Bá đạo thiên quyền, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một bản thư tịch rách nát, chính là chiến kỹ ngũ phẩm, bá đạo thiên quyền mà tôn tử thi triển trước đó. Tôn tử quả nhiên không hổ là tôn tử, vậy mà cho ra gia ta nhiều đồ vật tốt như vậy, giá trị bá đạo thiên quyền không hề thấp hơn so với hồn giới. Tiêu Phàm cười nói, về sau nhất định phải luyện tốt mới được, hiện tại còn có việc quan trọng cần phải làm. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ trong nháy mắt biến mất bên trong hẻm nhỏ. Luyện Dược Sư Công Hội là một trong tam đại công hội trên chiến hồn đại lục, lịch sử lâu đời không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nơi này bán đủ loại linh thảo và dược dịch, chính là nơi mà toàn bộ luyện dược sư hướng tới. Luyện Dược Sư là một trong tam đại nghề nghiệp không thể thiếu trên chiến hồn đại lục, vô luận ở nơi nào cũng đều là tâm điểm cho vạn chúng chú mục. Mà đại bộ phận luyện dược sư đều sẽ gia nhập luyện dược sư công hội. Trở thành luyện dược sư của luyện dược sư công hội, thứ nhất có thể mua được linh thảo giá thấp, thứ hai cũng có thể nhờ luyện dược sư công hội tiêu thụ dược dịch tự mình luyện chế. So với liệp hồn sư và chú tạo sư mà nói, con số hồn thạch mà luyện dược sư kiếm được lại cực kỳ khổng lồ, đây cũng chính là lý do địa vị luyện dược sư cao hơn so với liệp hồn sư và chú tạo sư. Lúc này, một hắc y nhân đeo mặt nạ đi vào luyện dược sư công hội, hắc y nhân dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Đi vào luyện dược sư công hội, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng đập vào trong mắt,
trung ương đại sảnh trưng bày rất nhiều quầy kiếm quầy hàng rực rỡ muôn màu, có bình thuốc, có linh thảo. Đại sảnh rất lớn, cho dù đang có rất nhiều người nhưng vẫn không có vẻ chen chúc chật chội, Tiêu Phàm trực tiếp đi tới trước mặt một cái quầy hàng, một mỹ nữ người hầu đi tới. Tiên sinh, ta có thể giúp được gì không? Nữ nhân viên trong mắt lóe lên một tia cổ quái, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền lộ ra tiếu dung sán lạn. Nếu như hỏi trên đời này người nào quái dị nhất, thì tất cả người trên chiến hồn đại lục đều không cần nghĩ ngợi nói ra ba chữ luyện dược sư, cho nên có thế này cũng chả có gì kỳ quái. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên quầy, hắn dùng một tia hồn lực bao lấy yết hầu, nói các ngươi có mua bình dược dịch này không? Luyện dược sư công hội, chẳng những bán ra đủ loại linh thảo dược dịch, cũng thu thập đủ loại linh thảo và các loại sản phẩm dược dịch mới, dược dịch của ngài là gì? Nữ nhân viên nói ra, từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Mỹ dung dịch, có thể làm cho sẹo trên thân thể hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm giới thiệu ngắn gọn công hiệu của Mỹ dung dịch. Mỹ dung dịch, nữ nhân viên cổ quái nhìn Tiêu Phàm, thầm nghĩ, tên này hình như chỉ là một vị luyện dược sư mới tấn cấp, Mỹ dung dịch. Không phải là trừ sẹo dịch sao? Dược dịch này luyện dược sư công hội chúng ta cũng có a, khó trách che đi khuôn mặt, xem ra là không dám dùng diện mục thật để gặp người a. Xin lỗi tiên sinh, luyện dược sư công hội chúng ta đã có trừ sẹo dịch. Trừ phi dược tính Mỹ dung dịch của ngài tốt hơn trừ sẹo dịch, bằng không. Nữ nhân viên lắc lắc đầu nói. Dược sư, cứu mạng a lời còn chưa dứt, một tiếng la thất thanh từ cửa ra vào truyền đến, chỉ thấy một tên nam tử dáng người khôi ngô cao lớn ôm một nữ tử đi tới. Chuyện gì xảy ra, một thanh niên nam tử mặc đồng phục luyện dược sư công hội đi lên cản nam tử khôi ngô kia lại. Trương Hy dược sư, van cầu ngươi mau cứu thê tử của ta. Nàng bị thanh văn xà cắn vào mặt, làm ơn hãy cứu nàng, cho dù làm trâu làm ngựa thì ta Hạ Lôi cũng nhất định báo đáp ngươi ân tình. Nam tử khôi ngô quỳ xuống trước mặt thanh niên, hắn nhìn thê tử chỉ còn một hơi tở trong ngực mình, nước mắt nam tử chảy ra. Dược dịch giải độc thanh văn xà giá 1.500.000 hạ phẩm hồn thạch. Người gọi là Trương Hy dược sư nói ra. Nhiều hạ phẩm hồn thạch như vậy, nam tử khôi ngô Hạ Lôi mắt trợn tròn. Hắn chạy một mực từ nơi lịch luyện đến luyện dược sư công hội, căn bản không mang nhiều hồn thạch như vậy, hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không kiếm được nhiều như thế. Độc tính thanh văn xà cực kỳ bá đạo, khi hắn gom đủ hồn thạch thì vợ hắn chắn cũng đã mất mạng. Không có hồn thạch, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Trương Hy dược sư lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong lòng cười lạnh nói, chiến hồn đại lục một ngày không biết chết đi bao nhiêu người. Nếu người nào cũng muốn miễn phí cứu chữa thì luyện dược công hội chúng ta đã sớm phải đóng cửa. Trương dược sư, chỉ cần ngươi cứu thê tử ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, 1.500.000 hồn thạch, ta nhất định dâng lên. Hạ Lôi gần như quát ầm lên, hắn ôm vợ không ngừng dập đầu. Bốn phía tu sĩ nhìn Hạ Lôi đều lộ ra vẻ đồng tình, Trương Hy là ai, là một trong tam đại ác thiếu ở Yến Thành, muốn để hắn từ thiện cứu người là điều không thể nào. Bất quá, ai cũng không muốn vì một người xa lạ mà đi hao phí cả 1.500.000 hồn thạch, huống chi là Trương Hy. Đối với chiến tôn cảnh cùng với tu sĩ phía dưới, 1.500.000 hạ phẩm hồn thạch đã là một khoản tài phú rất lớn rồi. Xin lỗi, ta bất lực, Trương Hy vẫn như cũ lắc đầu, trong mắt không có bất kỳ vẻ đồng tình nào. Trương Dược Sư, van cầu ngươi, Hạ Lôi ôm đùi Trương Hy không ngừng khẩn cầu. Ngươi coi luyện dược sư công hội là công hội từ thiện sao? Trương Hy thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Lời này vừa nói ra, không ít người phẫn nộ nhìn Trương Hy nhưng lại không dám nói gì, luyện dược sư công hội không phải bọn hắn có thể đắc tội. Để cho ta tới thử xem a. Mà ở lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Để cho ta tới thử xem. Âm thanh không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe được hết sức rõ ràng, đám người nhao nhao nhìn về nơi phát ra âm thanh, nơi đó chỉ có một hắc y nhân đang đeo mặt nạ đi đến. Trương Hy sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm, âm dương quái khí nói, các hạ cần phải biết, nếu như người kia chết thì hoàn toàn là lỗi của ngươi. Thân làm dược sư, cứu chữa cho người bị thương chính là thiên chức của chúng ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một màn này kiếp trước hắn thấy quá nhiều. Khắp nơi đều diễn ra.
Rất nhiều người không thể chi trả tiền chữa bệnh chỉ có thể quỳ gối trước cửa bệnh viện, cho dù có quỳ đến chết thì cũng không có người nào thông cảm. Tiêu Phàm cũng không tự nhận mình là thánh nhân, nếu hắn đã có thể giúp, như vậy hắn liền giúp, giống như tình huống hiện tại vậy. Chăm sóc người bị thương. Vị huynh đài này nói không sai, nếu như mỗi tên luyện dược sư đều giống ngươi thì liền tốt rồi. Có người hân thưởng nhìn về phía Tiêu Phàm. Biết rõ không thể cứu mà vẫn cứu thì cũng chỉ làm cho nhiều người chết hơn mà thôi. Trương Hy lạnh lùng cười, hành động của Tiêu Phàm chính là đang hủy đi đường lui của hắn, hắn làm sao không giận được. Không cứu thì làm sao biết nhất định sẽ chết. Ngữ khí Tiêu Phàm rất bình thản. Nàng đã bị khí độc công tâm, trừ phi dùng dược dịch giải độc, nếu không nhất định sẽ chết. Trương Hy lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng âm lãnh tới cực điểm. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết tiểu gia là ai, lại dám đối đầu cùng ta? Huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, cầu ngươi mau cứu thê tử của ta, nếu như thật, thật có vạn nhất gì thì ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Lôi nghe được Trương Hy nói, lập tức đem hy vọng cuối cùng mang đến trên người Tiêu Phàm. Giải độc dược dịch hiện tại hắn không mua được, cho dù quay về góp đủ hồn thạch thì cũng đã quá muộn. Tốt, đặt thê tử ngươi xuống. Tiêu Phàm gật đầu. Chậm rãi đi đến trước người Hạ Lôi. Muốn trị thì ra bên ngoài mà trị, đừng làm bẩn chỗ này. Trương Hy ánh mắt băng lãnh hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nơi này là luyện dược sư công hội, không phải ngươi là chỗ của Trương Hy ngươi, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Hạ Lôi phẫn nộ trừng mắt với Trương Hy. Không sai, thân làm luyện dược sư mà một chút lòng từ bi đều không có, thật đúng là mất mặt. Ngươi tưởng luyện dược công hội là do nhà ngươi mở. Ngươi không nguyện ý cứu liền cút sang một bên, đừng làm chậm trễ người khác cứu chữa, nếu vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì đều tính lên đầu ngươi. Cút, gặp ngươi liền cảm thấy thật khó chịu. Đám người lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trương Hy, cái gọi là không thể làm cho số đông phẫn nộ chính là như thế nào, người của luyện dược sư công hội đều giận mà không dám nói gì. Trương Hy co lại rụt cổ lại. Đi đến một bên cười lạnh nói, nhìn ngươi làm sao mà cứu. Tiêu Phàm ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, chính là kim châm lúc trước dùng để cứu Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm một mực giữ ở bên người không có vứt bỏ. Huynh đệ, có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tiêu Phàm nhìn về phía Hạ Lôi nói. Đại huynh đệ, ngươi liền yên tâm trị liệu, trong mắt luyện dược sư các ngươi thì thê tử của ta chỉ là bệnh nhân thôi. Hạ Lôi không chút do dự nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hạ Lôi, không nghĩ tới hắn còn có kiến thức như thế, hắn cũng không do dự nữa, cầm lấy cổ tay cô gái đem hồn lực thẩm thấu vào. Khí độc đã công tâm, lan ra toàn bộ kinh mạch toàn thân, nếu là người bình thường thì đã sớm chết, cũng may là tu sĩ nên có hồn lực bảo vệ đan điền còn có thể cứu, trước bảo vệ tâm mạch nàng, lại dùng kim châm dẫn đạo khí độc xuất ra. Trong phút chốc, Tiêu Phàm đã hiểu rõ trạng thái của nữ tử này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra 5 cái kim châm cùng cắm vào 5 cái huyệt đạo bên cạnh trái tim nữ tử. Ngươi là đang cứu người hay giết người, kim châm đâm vào trái tim thì còn có thể sống sao? Trương Hy cười lạnh một tiếng, đối với phương pháp cứu người của Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Trương Hy. Tinh thần hắn hoàn toàn tập trung vào trên người thê tử của Hạ Lôi không dám có chút mảy may phân tâm, thanh văn xà là hồn thú tứ giai, nọc độc của nó chính là điểm chí mạng đối với tu sĩ cấp thấp. Sau một lát, trên người thê tử Hạ Lôi liền cắm lít nha lít nhít kim châm, nọc độc của thanh văn xà và nhất phẩm hồng độc của Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn khác nhau, nhất phẩm hồn độc là độc mãn tính đã hoàn tan vào máu thịt nên rất khó chữa trị. Mà nọc độc thanh văn xà lại là độc cấp tính. Cho nên căn bản không cần thay máu, chỉ cần dùng kim châm bài xuất ra ngoài. Thực có thể, kim châm cũng có thể cứu người. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lại đảo qua vị nữ tử kia, hàng trăm cây kim châm đâm tại trên người nàng, giống như một người nhím vậy. Bọn hắn trước đó cũng hoài nghi thủ đoạn của Tiêu Phàm nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng cảm giác được sinh cơ của nữ tử trở nên dồi dào hơn. Huynh đệ, ôm nương tử của ngươi ra ngoài. Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên nói, lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Hạ Lôi tự nhiên không chút do dự, nhìn thấy trạng thái vợ hắn dần tốt lên, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cũng chỉ có hắn tin tưởng Tiêu Phàm tuyệt đối. Đám người cũng cùng đi theo, bọn hắn rất muốn kiến thức một chút,
Kim Trâm làm sao đem nọc độc tứ giai hồn thú thanh văn xà bài xuất ra. Các vị nên lui ra phía sau một chút, khí độc thanh văn xà mặc dù không đả thương được các vị nhưng hít vào cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Phàm nói ra, ra hiệu Hạ Lôi cũng thối lui sang một bên. Đám người cảm kích nhìn Tiêu Phàm nhắc nhở bọn hắn, đây là quan tâm đến người khác, nếu đổi lại là một vị luyện dược sư khác thì hẳn sẽ không làm chuyện vô ích này. Giả thần giả quỷ, Trương Hy một mặt coi thường, hai tay ôm ở trước ngực. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Hy, hắn hít sâu một hơi lấy ra một cây kim châm dài một thước cắm vào đỉnh đầu thê tử của Hạ Lôi. Đây là mưu sát, đám người hít vào ngụm khí lạnh, kim châm dài một thước vậy mà toàn bộ chui vào bên trong đầu người, đây cũng quá khủng bố đi. Cái này căn bản không phải đang cứu người mà là tại hại người. Trương Hy cười lạnh liên tục. Nếu như Tiêu Phàm giết chết thê tử Hạ Lôi thì hắn tất nhiên vui mừng. Đến lúc đó bản thân lại đứng ra nói chỉ có sử dụng dược vật của luyện dược sư công hội mới có thể giải trừ nọc độc của Thanh Văn Xà, kể từ đó, Tiêu Phàm chắc chắn trở thành tâm điểm của mọi người. Nghĩ vậy, Trương Hy cười càng ngày càng tà ác nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn lại cứng đờ lại. Chỉ thấy đỉnh đầu thê tử Hạ Lôi đột nhiên toát ra từng sợi sương mù màu xanh. Sương mù tản ra bốn phía sau đó đều bị hồn lực của đám tu sĩ thổi tan. Thực có thể, không dùng bất kỳ dược vật gì lại có thể thanh trừ nọc độc thanh văn xà. Thực sự là thần hồ kỳ kia, nói thế người này há không phải là tứ phẩm luyện dược sư. Đám người mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tứ phẩm luyện dược sư, cho dù tại Yến Thành cũng chưa thấy qua bao giờ a. Nghe đồn, phó hội trưởng luyện dược sư công hội Yến Thành cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Sau thời gian nửa chén trà, vào lúc một tia sương mù màu xanh cuối cùng biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới rút kim châm ra, kích thích huyệt vị trên người nữ tử một lượt, nữ tử đột nhiên mệt mỏi mở mắt ra, Hạ Lôi thấy vậy liền xông tới ôm lấy vợ của hắn. Lôi ca, nơi này là... Nữ tử một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Nhã Nhi, người bị thanh văn xà cắn, may mắn có vị huynh đệ kia cứu ngươi. Hạ Lôi vui đến phát khóc. Sau đó ôm vợ hắn nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Nhã Nhi, đây là ân công. Ôn Nhã cảm ơn ân công, không biết quý tính đại danh của ân công là gì, Ôn Nhã. Thê tử Hạ Lôi hơi thi lễ về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi, danh tự chỉ bất quá là một cái tên mà thôi, không nói cũng được. Nói đùa gì thế, ta đã cố ý hóa trang như vậy đến đây, nếu mà nói tên ra không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Ba 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 đột nhiên một trận âm thanh vỗ tay vang lên, chỉ thấy Trương Hy cười tủm tỉm nói, kim châm giải độc của các hạ quả nhiên lợi hại, nếu các hạ lợi hại như vậy không bằng đem vết sẹo trên mặt nàng cũng chữa trị cho tốt đi. Tiêu Phàm nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, Trương Hy này thật đúng là đáng ghét, cố ý nâng mình lên sau đó đào một cái hố để mình nhảy vào. Nếu như hắn không biết luyện dược sư công hội cũng có trừ sẹo dịch thì có lẽ hắn còn cho là Trương Hy đang khích lệ bản thân. Phu quân, ta, Ôn Nhã nghe vậy vội vàng phóng xuất ra hồn lực kiểm tra bản thân, ngay lập tức nàng liền biến sắc, bên mặt trái của nàng đã bị nọc độc ăn mòn, bên trong ẩn ẩn mủ dịch, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhã Nhi, vô luận như thế nào thì ngươi vẫn là Nhã Nhi trong lòng ta. Hạ Lôi vội vàng ôm Ôn Nhã, an ủi. Y thuật các hạ không phải cao lắm sao? Làm sao, ngay cả trừ sẹo đơn giản như thế cũng không làm được. Trương Hy thấy Tiêu Phàm trầm mặc liền lập tức cười lạnh. Vừa dứt lời, hắn liền xuất ra một bình ngọc cười tủm tỉm nhìn vợ chồng Hạ Lôi và Ôn Nhã nói, đây là trừ sẹo dịch do luyện khí dược công hội ta đặc chế, chỉ cần 5.000 hạ phẩm hồn thạch, giá cả phúc hậu, hiệu quả 10 phần. 5.000 hạ phẩm hồn thạch, bình thường không phải chỉ cần 1.000 hạ phẩm hồn thạch sao? Trong đám người có một vị nữ tu mở miệng, thích trưng diện là bản tính nữ nhân. Trong chiến đấu lại rất dễ bị thụ thương, trừ sẹo dịch liền là đồ vật thiết yếu của nữ nhân. Trước kia chỉ cần 1.000, hiện tại tăng giá. Trương Hy cười nhạt một tiếng. Tên gia hỏa này quả là ngứa đòn, lúc này còn nghĩ cách kiếm tiền, chẳng lẽ hắn không biết sau hôm này thì thanh danh hắn liền bỏ đi sao? Hắn cũng chẳng quan tâm đến thanh danh huống hồ thanh danh hắn hiện tại cũng như CT rồi, ai bảo cha hắn là phó hội trưởng luyện dược sư công hội. Ngay cả người của luyện dược sư công hội cũng không dám làm gì hắn. Cha hắn hình như là Trương Nhiễm, khó trách hắn dám phách lối như thế. Đám người ác độc nhìn về phía Trương Hy,
hận không thể đem tên gia hỏa này chà đạp 100 lần, nhưng một mặt lại kiêng kỵ thân phận của hắn. Trương Hy không tính là thứ gì, nhưng phụ thân Trương Nhiễm của hắn lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Trên thế giới này không có ai muốn đắc tội với luyện dược sư, huống chi còn là một vị ngũ phẩm luyện dược sư. Nhã Nhi, người yên tâm, đừng nói chỉ là 5.000 hạ phẩm hồn thạch, coi như 1.000 hạ phẩm hồn thạch thì ta cũng nhất định chữa khỏi cho ngươi. Hạ Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hy nói. Ha ha, vậy thì như lời ngươi nói đi, 1.000 hạ phẩm hồn thạch a. Trương Hy cười lên, tiếng cười the thé cực kỳ đê tiện. Ngươi! Hạ Lôi khó thở, hận không thể đem Trương Hy chém thành 8 khối. Đám người cũng phẫn hận không thôi, tên gia hỏa Trương Hy này quả thật rất đáng hận, đây không phải là cố ý nâng giá làm cho luyện dược sư công hội chịu tiếng xấu sao? Ngươi cái gì mà ngươi, bên cạnh ngươi không phải có cao thủ sao? Lại để cho hắn chữa trị khuôn mặt của thê tử ngươi đi. Trương Hy thần sắc lạnh lùng nói. Giống như hắn vừa đạt được âm mưu. Hạ Lôi đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Phàm, từ trên người lấy ra một tấm hồn thạch tạp, nói ân công, ta nơi này chỉ có 3.000 hạ phẩm hồn thạch, vô luận ngài có chữa tốt cho Nhã Nhi hay không thì phí trị liệu ta nhất định sẽ nghĩ cách trả đủ cho ngài. Ta thử xem a. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng đẩy tấm hồn tạp kia trở về, sau đó lại lục lọi tìm trong tay áo một thứ gì đó. Trương Hy thấy thế thì nụ cười liên cứng ngắt, nữ phục vụ khi nãy tiếp đãi Tiêu Phàm muốn nhắc nhở hắn một chút nhưng cuối cùng lại im lặng, xem như mọi việc không liên quan đến nàng. Chẳng lẽ lại muốn dùng kim châm trừ sẹo? Trương Hy cười gượng nói. Tiêu Phàm không hề liếc mắt nhìn hắn, giống như Trương Hy chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót. Suy nghĩ trong lòng hắn lại bắt đầu vận chuyển, Trương Hy là con trai của phó hội trưởng của luyện dược sư côn hội. Xem ra muốn nhờ luyện dược sư công hội tiêu thụ Mỹ dung dịch là không thể nào rồi. Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ cách, hiện tại nơi này có nhiều người như thế đúng là một cơ hội tốt để quảng bá Mỹ dung dịch. Huống chi phí thành phẩm của Mỹ dung dịch này cũng không quá cao, cộng tất cả lại cũng chỉ khoảng 200 hạ phẩm hồn thạch, dùng 200 hạ phẩm hồn thạch để giới thiệu sản phẩm cũng đã rất lời rồi. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương. Mỹ dung dịch này là từ trên một cổ phương kiếp trước chế tạo thành, ghi là có thể loại trừ bất kỳ vết sẹo nào nhưng hắn cũng chưa từng thấy hiệu quả thực sự, đối với hiệu quả của dược dịch này cũng không quá nắm chắc. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, hắn ngưng thần nói với vợ chồng Hạ Lôi và Ôn Nhã, đây là Mỹ dung dịch ta mới luyện chế qua, cũng chưa biết hiệu quả và tác dụng phụ như thế nào, ngươi là người thứ nhất dùng. Ân công, ta tin tưởng ngươi. Không đợi Tiêu Phàm nói hết lời, Hạ Lôi không chút do dự tin tưởng Tiêu Phàm, một người có thể đem thê tử hắn kéo từ cõi chết trở về thì trước mặt mọi người như thế thì làm sao có thể hại hắn đây. Ta cũng tin tưởng ân công. Ôn Nhã cũng không chút do dự mở miệng nói, nữ nhân thích trưng diện, hiện tại nàng thật sự hận không thể ngay lập tức biến khuôn mặt mình trở lại như cũ. Dược dịch mới luyện chế cũng dám lấy ra, đúng là buồn cười. Trương Hy vẫn không để ý đến ánh mắt của đám người phía sau, hắn không ngừng châm chọc Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn càng như thế Tiêu Phàm lại càng không để ý, giống như xem hắn là không khí. Tiêu Phàm mở nắp bình ra, bỗng nhiên từng đạo tinh quang từ trong bình lan ra, giống như sao trời lập lòe chói mắt, một cỗ mùi hương nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra, người hít vào đều cảm thấy toàn thân thư thái. Có thể có chút ngứa, người ráng nhịn một chút. Tiêu Phàm nói rõ. Ân công yên tâm, đau đớn thế nào ta đều có thể nhịn. Ôn Nhã gật gật đầu, hy sinh vì cái đẹp thì chịu một chút ngứa có là gì. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu cho Ôn Nhã nằm trong ngực Hạ Lôi, Tiêu Phàm chậm rãi đổ Mỹ dung dịch ra, nhìn từ xa giống như một dòng tinh hà nhỏ đang chảy xuống, vào lúc Mỹ dung dịch chạm vào trên da mặt của Ôn Nhã thì từng đợt tinh quang lóe lên làm che đi toàn bộ khuôn mặt nàng. Ta nhớ trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội hình như là màu đen. Hơn nữa còn có một mùi thối khó ngửi, làm sao Mỹ dung dịch này lại xinh đẹp lấp lánh như thế? Trong đám người có một nữ tu kinh ngạc kêu lên. Đẹp mắt thì làm được gì, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả. Trương Hy cười lạnh, hắn không tin Mỹ dung dịch của Tiêu Phàm lại có thể so sánh với Mỹ dung dịch của luyện dược sư công hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt Ôn Nhã hoàn toàn bị tinh quang che khuất, mọi người không biết phát sinh chuyện gì. Có người thậm chí nghĩ Tiêu Phàm đang làm ảo thuật. Thực có hiệu quả, khoảng 20 tức thời gian,
trong đám người liền phát ra tiếng kinh hô, tất cả ánh mắt đều dồn lên khuôn mặt của Ôn Nhã. Đám người toàn bộ rung động lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy khuôn mặt Ôn Nhã xuất hiện, chỗ da thịt bị hư thối kia lúc này hồng nhuận mịn màng tự nhu ra em bé. Làm sao có thể, lúc này mới có vài phút thời gian vậy mà làm cho da thịt còn tốt hơn ban đầu. Mỹ dung dịch này cũng quá thần kỳ đi. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu như trước đó Tiêu Phàm bài độc chỉ là do vận khí thì công dụng thần kỳ của Mỹ dung dịch hiện tại lại để mọi người chân chính tin phục hắn. Không đúng, các ngươi nhìn bên mặt con lại đã bắt đầu chóc ra da, chắc chắn là tác dụng phụ của Mỹ dung dịch này. Trương Hy đột nhiên kêu lên, ta biết ngay mà, trên đời này làm gì có Mỹ dung dịch nào thần kỳ như thế, Mỹ dung dịch của ngươi tác dụng phụ cũng quá lớn đi, một bên phục hồi còn bên khác lại chóc ra, hiệu quả bù qua bù lại như thế làm sao được. Trương Hy không bỏ qua bất luận cơ hội đả kích Tiêu Phàm nào, hiện tại cơ hội đã tới. Quả nhiên. Đám người nghe vậy liền nhìn vào một bên mặt còn lại của Ôn Nhã. Da thịt trên má phải Ôn Nhã bắt đầu biến chất chậm rãi chóc ra, giống như rắn đang lột da vậy, hoàn toàn tương phản với bên má trái. Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, hắn phất tay một cái vẩy khô trên mặt Ôn Nhã lập tức nứt ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt ướt át xinh đẹp, Hạ Lôi một bên nhìn đến si mê. Nhã Nhi, người đẹp quá. Hạ Lôi kìm lòng không được nói. Ôn Nhã đỏ mặt lên, hồn lực liền kiểm tra khuôn mặt mình một lượt, cả người nàng trong nháy mắt liền kích động ôm Hạ Lôi nói, phu quân, ta khỏi rồi. Hai người ôm nhau một hồi, lúc này mới phát hiện xung quanh còn có người nên đều ngại ngùng buông đối phương ra, hai người đứng dậy hành lễ với Tiêu Phàm, đa tạ ân công hai lần cứu mạng. Trước đó bài độc là lần thứ nhất, khôi phục dung nhan chính là lần thứ hai, đối với nữ nhân mà nói khôi phục dung nhan cho nàng chính là đã cứu nàng một mạng. Tiện tay mà thôi. Tiêu Phàm vẫn phong khinh vân đạm như cũ, nhưng trong lòng hắn cũng kích động không thôi, hắn không ngờ hiệu quả của Mỹ dung dịch lại cường đại như thế. Quả nhiên không hổ là Mỹ dung dịch ha, làm cho một khuôn mặt hư thối trở lại bình thường, thậm chí da rẻ còn tốt hơn lúc trước, dung dịch này cũng quá lợi hại a. Đúng vậy a, trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội nếu so sánh với Mỹ dung dịch này thì chính là rác rưởi a. Lần trước ta gùn phải mất tận 3-4 bình, hơn nữa còn không thể trị khỏi triệt để. Huynh đệ, Mỹ dung dịch này ngươi bán như thế nào, ta muốn mua 5 bình. Đám người triệt để xôi trào, ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Dịch, cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy nhưng hiệu quả của Mỹ dung dịch thật sự quá tốt. Tiêu Phàm vội ho một tiếng làm thủ thế im lặng, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, Tiêu Phàm nói, lúc đầu. Mỹ dung dịch này là chuẩn bị giao cho luyện dược sư công hội để bán, đáng tiếc, luyện dược sư công hội không muốn. Mỹ dung dịch tốt như vậy mà không muốn, luyện dược sư công hội bị thần kinh hết rồi sao? Âm thanh châm chọc không ngừng vang lên. Trương Hy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ánh mắt hung dữ đảo qua tu sĩ luyện dược sư công hội sau lưng, sắc mặt nữ nhân viên trước đó khinh thường Tiêu Phàm khó coi tới cực điểm, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Dược dịch tốt thế này đương nhiên là vì phục vụ mọi người. Tiêu Phàm nói ra, bất quá, ta vừa mới ta dùng là nguyên dịch, chi phí tương đối cao, nguyên dịch của Mỹ dung dịch bình thường không bán. Nghe nói như thế, đám người lập tức tỏ ra thất vọng, phần lớn bọn hắn đều là người bình thường, làm sao có nhiều tiền để mua Mỹ dung dịch. Nguyên lai là nguyên dịch, khó trách lại hiệu quả như thế, hơn nữa chi phí còn rất cao. Trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội ta hiệu quả mặc dù kém chút nhưng chỉ cần 1.000 hạ phẩm hồn thạch. Trương Hy nhìn thấy cơ hội lập tức cao giọng hét lớn lên. Mỹ dung dịch pha loãng tuy không thể làm cho da thịt người ta phản lão hoàn đồng nhưng lại có thể trong vòng nửa canh giờ khôi phục lại như lúc ban đầu. Qua một thời gian ngắn, trên thị trường sẽ có Mỹ dung dịch dạng này để tiêu thụ, giá cả nhóm đầu tiên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch. Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Đám người nghe vậy lập tức đều trợn mắt, Trương Hy ngốc trệ tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, trên mặt nóng rát giống như bị người ta đánh một tát vào. Có thể làm cho vết sẹo trong vòng nửa canh giờ khôi phục như lúc ban đầu, vậy mà chỉ cần 888 hạ phẩm hồn tinh, như thế có đắt không? Nguyên lai ý vị đại sư này là chi phí nguyên dịch tương đối cao, sau khi pha loãng thì không còn mắc như vậy, cho nên chỉ cần 888 hạ phẩm hồn thạch, thì ra là do chúng ta hiểm lầm hắn.
Cái này tốt hơn trừ sẹo dịch rất nhiều, trừ sẹo dịch phải 3-4 ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn trừ sẹo, mỹ dung dịch này lại có thể, đúng là cả hai chênh lệch rất lớn a. Ta dự định mua 5 bình, về sau rốt cuộc không cần phải lo lắng mặt mày hốc hác. Đám người ngươi một câu, ta một câu, đem trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội chê xuống mức thấp nhất, đám người Trương Hy Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Từ nay về sau còn ai sẽ đến mua trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội nữa đây? Không nên tin bọn hắn, bọn họ là thông đồng gạt người. Khuôn mặt Trương Hy vặn vẹo giữ tợn oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cũng khó trách Trương Hy nghĩ như vậy, sự tình này cũng quá trùng hợp đi, Tiêu Phàm hôm nay tìm đến luyện dược sư công hội để bàn sự tình hợp tác mỹ dung dịch, mà vợ chồng Hạ Lôi cũng đồng thời chạy tới, hơn nữa còn thân chúng kịch độc và bị hủy dung nhan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại, rất nhiều người hoài nghi nhìn về bọn Tiêu Phàm. Ta Hạ Lôi, tại viện bảng Chiến Vương Học Viện xếp hạng thứ 12, Trương Hy ngươi cũng là người của Chiến Vương Học Viện, ngươi nói ta có thể xem ngươi đang vũ nhục Chiến Vương Học Viện hay không? Hạ Lôi nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hy. Hạ Lôi, Ôn Nhã, ta nhớ rồi, bọn họ là hiệp lữ song tôn trên viện bảng. Có người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhận ra thân phận Hạ Lôi và Ôn Nhã. Cường giả trên viện bảng về sau đều là sẽ trở thành chiến tông, thậm chí chiến vương, lại làm sao có thể làm ra loại sự tình trơ trẽn này. Không ít người nghe qua tên của Hạ Lôi và Ôn Nhã liền không chút do dự tin tưởng hai người. Chiến Vương Học Viện đã trở thành tiêu chí ở Đại Yên Vương Triều, tại Đại Yên Vương Triều thì Chiến Vương Học Viện có mức ảnh hưởng lớn hơn cả luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến mình lại cứu hai người trên viện bản, hai người này lại càng cường đại hơn cả tôn tử gấp mấy lần. Ta tự nhiên không phải đang vũ nhục Chiến Vương Học Viện, nhưng cũng không có bởi vì là Chiến Vương Học Viện nên tất cả đều tốt, ở đâu cũng sẽ luôn xuất hiện bại hoại mà. Trương Hy cười lạnh, hắn thật sự là tìm không ra lý do khác để ngăn cản Tiêu Phàm, chỉ có thể hung hăng càn quấy đến cùng. Người trí tiện thật đúng là vô địch. Nếu như Chiến Vương Học Viện thật có bại hoại thì ngươi chính là tên bại hoại đấy. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng từ lúc Trương Hy khiêu khích. Ngươi nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này. Trương Hy rốt cục tìm cơ hội, hắn từng bước đi đến chỗ Tiêu Phàm, khí tức chiến tôn cảnh sơ kỳ tỏa ra. Cút, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm. Một cỗ khí thế ngút trời mang theo hỏa diễm cuồng bạo gào thét trong hư không, vô tận chiến hồn bên trong đan điền hắn đang rực cháy, một cỗ lực lượng bạo tạc tỏa ra từ trên người Tiêu Phàm, chiến khí ngút trời. Phốc, Trương Hy phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặc dù là chiến tôn cảnh sơ kỳ nhưng so sánh với tôn tử thì vẫn quá kém, ngay cả một hơi cũng không chịu được. Con người Trương Hy run lên, lung la lung lay ngã xuống phía sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không ngờ hắc y nhân che kín từ đầu đến chân này lại mạnh như vậy. Cho dù Hạ Lôi và Ôn Nhã cũng rất kinh ngạc, khí thế trong chớp mắt kia tuyệt đối siêu việt chiến tôn. Về phần mỹ dung dịch, các vị có tin tưởng hay không thì vài ngày sau sẽ biết. Tiêu Phàm ôm quyền hướng về phía Hạ Lôi và Ôn Nhã rồi liền xoay người rời đi, hiện tại Trương Hy còn đang ngơ ngác không biết phải là sao. Nếu để cho hắn phục hồi tinh thần lại thì nhất định sẽ có rắc rối. Dù sao, luyện dược sư công hội cũng là một trong tam đại công hội, làm sao có thể không có cao thủ chiến tông và chiến vương đây? Ân công, chúng ta làm thế nào báo đáp ân tình của ngài? Hạ Lôi kêu to. Hữu duyên sẽ gặp lại. Trong chốc lát thân ảnh của Tiêu Phàm đã biến mất trong đám người, chỉ còn một câu vang vọng thật lâu. Sau một lúc thì Tiêu Phàm đã trở lại Thần Phong Học Viện. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử vừa mới từ cổng vòm nội viện đi ra. Hiển nhiên bọn họ mới vừa lịch luyện từ trong huyễn cảnh đối với tâm tính một người rất có tính khiêu chiến, hơn nữa có thể rèn luyện hồn lực. Tiểu Kim hưng phấn vô cùng cọ lên đùi Tiêu Phàm, tên này hình như cũng tiến vào huyễn cảnh để rèn luyện, tựa hồ như có một chút biến hóa, về phần cụ thể là cái gì thì Tiêu Phàm lại không nói rõ được. Lão Tam, người rốt cục đã trở về. Vừa rồi ngươi đi đâu? Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, một quyền nện vào trên ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói, Lăng Phong, ngươi có con đường tiêu thụ dược dịch nào không?
tiêu thụ dược dịch, ngươi muốn làm sinh ý kiếm hồn thạch. Lăng Phong cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Không phải, học phí hôm nay chỉ mới đóng một người, vẫn còn ba người các ngươi. Tiêu Phàm ngại ngùng sờ đầu. Đám người cảm động một trận, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch kia không quan hệ đến bọn họ chút nào, chỉ tính là học phí của Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ đến bọn hắn. Ngươi nói tiêu thụ dược dịch, ngươi có dược dịch để tiêu thụ sao? Tiểu ma nữ bĩu môi nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên nói, đúng nha, đồ lưu manh, ngươi là tam phẩm luyện dược sư mà. Tam phẩm luyện dược sư, thanh âm hai người Lăng Phong và Bàn Tử bỗng tăng lớn mấy phần. Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu, hình như chỉ mới 16 tuổi, chẳng những tu vi là chiến sư cảnh đỉnh phong lại còn là tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư ở Đại Yên Vương Triều đều trên 25 tuổi a. Lão Tam, ngươi thực sự là tam phẩm luyện dược sư. Bàn Tử ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì hướng đi lên. Miễn cưỡng xem như thế. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không biết mình đến cùng có phải là tam phẩm luyện dược sư hay không, bởi vì hắn vẫn chưa biết phẩm cấp luyện dược sư ở thế giới này phân chia như thế nào. Bất quá hắn tin tưởng tài nghệ y thuật của mình không phải luyện dược sư tam phẩm có thể so sánh, chỉ là tại phương diện luyện chế dược dịch còn chút khiếm khuyết. Tiêu Phàm, ngươi muốn điều chế ra một loại dược dịch mới. Con đường tiêu thụ ngươi không cần phải lo lắng. Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Ta đúng là có mấy cái loại sản phẩm mới. Tiêu Phàm nói ra, truyền thừa của vô tận chiến điển không chỉ là công pháp tu luyện mà là truyền thừa của nhất mạch vô tận chiến hồn. Trước đó Tiêu Phàm nhìn sơ qua một chút tin tức, bên trong không chỉ có dược dịch, còn có trong hồn đan trong truyền thuyết, dược lực của hồn đan không phải dược dịch có thể so sánh. Thậm chí còn có một loại đan dược tên là cửu chuyển chiến hồn đan, có thể làm cho chiến hồn thuế biến, nhưng lấy năng lực của hắn hiện tại thì chưa thể luyện chế được, dù sao thứ này cũng phải cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế. Trong đây có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, phiền lão đại ngươi thay ta mua một chút linh thảo. Đây là những thứ cần để luyện chế ra dược dịch. Tiêu Phàm tiện tay vung lên thì một đống hồn thạch như một tòa núi nhỏ đã xuất hiện trên mặt đất, hắn đưa cho Lăng Phong một trang giấy, phía trên ghi ba loại linh thảo cần để điều chế dược dịch. Nhưng ánh mắt ba người Lăng Phong lại đang rực sáng nhìn chằm chằm vào đống hồn thạch phía trước, sau một lúc mới hồi phục tinh thần. Đồ lưu manh, người đi ăn cướp à, làm sao có nhiều hồn thạch như vậy? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Lăng Phong và Bàn Tử mặc dù không có mở miệng nhưng này thần sắc hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Còn nhớ tôn tử không? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười, sự tình này cũng không nhất thiết phải giấu ba người. Hình như ta nhớ ngươi có chém đứt cánh tay của tên rùa đen kia, chẳng lẽ ngươi đoạt hồn giới của hắn? Bàn Tử rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hưng phấn nói, lão tam, ngươi phải mời khách. Trước tiên đem những hồn thạch này chất vào trong dương đã. Chờ giải quyết xong sự tình học phí thì tùy ngươi ăn. Tiêu Phàm nhún vai lơ đễnh nói. Không cần dương. Lăng Phong đột nhiên đưa tay sờ phía trước ngực lấy ra một chiếc nhẫn màu tím, trên mặt lóe qua một tia phức tạp. Hồn giới, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc lại lập tức cảm thấy bình thường, thân phận Lăng Phong nên bất phàm, tôn tử còn có hồn giới thì Lăng Phong làm sao lại không có được. Thần sắc Lăng Phong có chút phức tạp. Cổ tay xuất ra một đạo tử quang liền làm cho 40 vạn hồn thạch kia biến mất, hiển nhiên đã bị Lăng Phong thu vào bên trong hồn giới. Tất cả vật liệu cần phải 2-3 ngày mới có thể gom đủ. Lăng Phong nói ra, không có việc gì, ta không vội. Tiêu Phàm gật gật đầu, thời gian 2-3 ngày góp đủ vật liệu giá trị 40 vạn hạ phẩm hồn thạch cũng không phải người bình thường có thể làm, điều này chứng minh cho năng lực của Lăng Phong. Lão Tam, cuộc sống hạnh phúc về sau của ta liền trông cậy vào ngươi, ta đi tu luyện trước, hình như ta cảm giác sắp đột phá. Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, lê cái thân trình ình vào trong phòng ngủ. Ta cũng phải mau chóng đột phá chiến tôn cảnh mới được. Tiểu ma nữ cũng không chịu thua, nàng liền tiến vào phòng bắt đầu tu luyện. Lão đại, đa tạ. Tiêu Phàm nói, hắn luôn cảm giác Lăng Phong có cố sự trong người, chỉ là Lăng Phong không nói. Hắn cũng sẽ không hỏi, Tiêu Phàm đi vào trong phòng của mình, trên sân chỉ còn mình Lăng Phong đang ngắm bầu trời đêm. Tiêu Phàm đi vào bên trong phòng liền lấy ra bình Mỹ dung dịch cuối cùng, hai mắt phát sáng nói, hiệu quả Mỹ dung dịch đúng là nằm ngoài dự kiến của ta,
cứ dùng như thế thì quá lãng phí, trước hết pha loãng với nước thử xem. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra vài chiếc lọ chất đầy cả phòng, rất nhanh liền tiến hành nghiên cứu mỹ dung dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phúc Bá trở về lúc nửa đêm, hồn lực quét vào gian phòng mấy người, hắn thấy đều đủ người liền gọi cả đám ra, sau khi phong ấn hồn lực của cả đám thì bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc thù như lúc trước. Tờ mờ sáng ngày thứ hai, cả đám triệt để hư thoát nằm ngủ ngay trên sân. Oanh, đột nhiên thể nội bàn tử truyền đến một trận ầm ầm, khí thế to lớn làm mấy người Tiêu Phàm bừng tỉnh. Dị giới cũng có động đất, Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy, hắn dường như cảm thấy có một cỗ khí thế đang áp bách trong lòng hắn, khi ngẩng đầu nhìn lên lại là phát hiện một đầu kim cương đại lực thần như to lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa linh khí cuồn cuộn bốn phía tụ hợp lại. Một chỗ khác lại có vô số dây leo màu bạc đang bay lượn, hư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, bụi bặm trong sân dày đặc, hai cỗ khí tức cường đại va chạm nhau. Thì Vũ và Nhị Bàn Tử đều muốn đột phá. Lăng Phong kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ còn ta. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm nhìn hai người ở nơi xa, hai người nắm giữ bát phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn. Một khi đột phá đến chiến tôn cảnh thì mặc dù chưa chắc có thể quét ngang cùng cấp nhưng thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu. Tiêu Phàm, cút ra đây. Có gan đi ra, dám giết người của chiến vương học viện ta thì nhất định phải chôn cùng. Đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận âm thanh kêu gào, vô số tiếng bước chân dồn dập tiến về nơi này. Cũng dám đến đây gây phiền toái. Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo đi ra ngoài. Bên ngoài Thần Phong học viện bị vô số bóng người vây quanh. Đám người dẫn đều mặc đồng phục của chiến vương học viện. Phía sau còn có không ít bách tính yến thành, chiến vương học viện đến kêu gào bên ngoài Thần Phong học viện, đây chính là hành động tuyên chiến, náo nhiệt như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Làm sao, hôm qua không phải rất có gan à, sao hôm nay lại như con rùa đen rút đầu thế? Cái viện tử rách dưới như thế cũng gọi là học viện. Ta thấy không bằng cứ hủy đi cho rồi. Dù gì cũng sẽ biến mất trong lịch sử mà thôi. Có bốn tên học viên cũng dám xưng là học viện, đúng là trò cười to ở Đại Yên ta, dám giết người của chiến vương học viện, hôm nay ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Học viên chiến vương học viện tức giận mắng, giễu cợt, căn bản không đem Thần Phong học viện để vào trong mắt, Thần Phong học viện những năm này đã dần suy bại còn chiến vương học viện lại quật khởi, đúng là hai bên không thể so sánh. Bọn chúng vốn đã vào được chiến vương học viện nên liền lấy điều đó làm cao ngạo. Nói xong chưa, một đạo âm thanh băng lãnh truyền từ đại môn, chỉ thấy hai người Lăng Phong và Tiêu Phàm cùng đi tới, ánh mắt lạnh lõ đảo qua toàn trường. Thế nào, chỉ có hai người các ngươi đi ra, hai người còn lại chết hết rồi à? Một tên học viên chiến vương học viện bước ra, đây là một nam tử dáng người khôi ngô, mặt như đao gọt đang lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đối phó với các ngươi chỉ cần chúng ta là đủ. Lăng Phong thần tình băng lãnh, trong mắt lộ ra hung quang. Tiêu Phàm lo lắng nhìn Lăng Phong, hắn cảm giác Lăng Phong có chút không bình thường, hôm nay hình như lệ khí của hắn rất nặng. Tiểu tử, người tên Lăng Phong đúng không, nghe nói người có cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng. Ta tên Vương Bá, lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên, người ta cùng là chiến tôn trung kỳ nên cũng không tính là khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi, cùng lắm sẽ đánh cho ngươi đến cha mẹ cũng không nhận ra thôi. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười nói. Vương Bá, tên cứ như con rùa ấy. Lăng Phong còn chưa mở miệng thì Tiêu Phàm một bên đột nhiên cười ha ha một tiếng. Rùa ngàn năm, rùa vạn năm, ngươi nên cố mà sống đấy. Chết, Vương Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hận nhất là bị người ta gọi là con rùa. Hắn nắm giữ lục phẩm chiến hồn liền một mực liều mạng tu luyện, hiện tại đã đột phá đến chiến tôn trung kỳ, bên trong chiến vương học viện đã không còn ai dám gọi hắn như thế. Tiểu tử này quả thật muốn chết, Vương Bá sư huynh một khi giận dữ lên thì 10 vị trí đầu của viện bản cũng sẽ kiêng kỵ a. Tên Tiêu Phàm này tưởng rằng giết được tôn tử xếp thứ 18 thì có thể khiêu chiến Vương Bá sư huynh. Hiện tại Vương Bá sư huynh đã nổi giận, hắn nhất định sẽ chết không toàn thây a. Nghe nói lúc trước có người gọi Vương Bá sư huynh là rùa liền bị một đao chém chết, về sau kinh động đến viện trưởng nhưng viện trưởng cũng không nói gì. Đám người cười lạnh khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực không tồi, giết chết tôn tử bài danh thứ 18 trên viện bảng, nhưng Vương Bá lại xếp hạng thứ 11, thực lực dĩ nhiên rất chênh lệch.
theo tiếng gầm của vương bá, thân thể hắn nhảy lên thật cao, một quyền cương mãnh bá đạo hừng hực hỏa diễm thiêu đốt oanh xuống, lực lượng bài sơn đảo hải từ trên trời đánh xuống, một kích này đủ để chấn thương chiến tôn cảnh hậu kỳ. Cút, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ thì một tiếng gầm giận dữ vang lên, một đạo trưởng phong vô cùng bá đạo nghịch thiên ứng đối. Quyền cương kia trong nháy mắt bị hủy diệt hóa thành một trận cuồng phong tản ra bốn phía. Trưởng phong kia không chút do dự đánh thẳng vào vương bá, vương bá biến sắc, hắn không ngờ một tên học viên vừa mới gia nhập lại lợi hại như thế. Phốc, vương bá muốn tránh nhưng tránh không kịp, trưởng phong đã đánh vào bộ ngực của hắn, lục phủ ngũ tạng mém chút bị đánh nát, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân liên tiếp lui về phía sau. Nụ cười trên mặt đám người chiến vương học viện cứng lại, kinh hãi nhìn thanh niên áo bào trắng Phong Khinh Vân đạm cách đó không xa. Ai cũng không ngờ Lăng Phong chỉ dùng một quyền liền đánh bại vương bá. Lực lượng thật cường đại, tốc độ thật nhanh. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong rất mạnh nhưng cũng không nghĩ Lăng Phong lại mạnh như thế. Ngươi không có khi phụ ta, nhưng ta lại muốn khi dễ ngươi. Lăng Phong lạnh lùng nói ra mấy chữ. Thân hình lần nữa biến mất tại chỗ, trong hư không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy toàn bộ thân thể vương bá lõm xuống bay lên trời, một bóng người trên không trung không ngừng xuyên động giống như lăng không, một cước đá vào bụng vương bá, máu tươi trong miệng vương bá ọc ọc chảy ra. Lăng Phong giống như tìm được chỗ phát tiết, hắn liên tục đánh vào người vương bá hoàn toàn không có chút lưu tình. Dừng tay, trong đám người chiến vương học viện lại có mấy người đi tới. Ánh mắt u ám nhìn Lăng Phong ở phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh từ trên trời rời xuống, mặt đất chấn động một cái, bụi đất mịt mù tứ phía. Ta nói ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Một hắc sắc nam tử gầy gò lạnh lùng nhìn Lăng Phong, sát khí nồng nặc tỏa ra. Cách đó không xa, Lăng Phong một cước giẫm lên trên ngực vương bá, toàn thân vương bá máu me đầm đìa, xương cốt vỡ vụn giống như một bãi bùn nhão đang nằm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối ngay cả chiến hồn cũng chưa kịp triệu hồi ra thì đã bị Lăng Phong đánh đến ngu người. Lăng Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắc y nam tử kia, một cước đem vương bá đá qua, giống như đá một túi rác vậy. Sắc mặt nam tử hắc y âm trầm đáng sợ, bên trong chiến vương học viện có ai không kính nể hắn, tiểu tử này lại dám không để mình vào mắt. Ngươi bảo ta dừng tay thì ta liền dừng tay sao? Ngươi là cái thá gì? Lăng Phong coi thường nhìn nam tử hắc y. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là cái thá gì, chiến vương học viện từ nay về sau không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa. Hắc y nam tử cười lạnh nói. Chiến vương học viện, Lăng Phong và Tiêu Phàm cổ quái nhìn hắc y nam tử, tên gia hỏa này trước khi đến đây đã chơi cần à. Đám người chiến vương học viện cũng sạm mặt lại, một tên đệ tử vội vàng chạy lên nói rõ tình huống cho tên nam tử kia. Nam tử lập tức đầu đầy hắc tuyến nhưng trong nháy mắt thần sắc càng trở nên băng lãnh, trên mặt lóe lên một tia cười tà nói, nguyên lai là người của thần phong học viện, nếu thế thì ta có giết các ngươi cũng chẳng sao. Thằng khùng, Lăng Phong lườm hắn một cái, lười nói nhiều với thằng ngốc kia, hắn ra hiệu cho Tiêu Phàm một cái liền đi vào. Dừng lại, hắc y nam tử thét lên một tiếng sau đó đánh một chưởng về phía Lăng Phong. Biến, Lăng Phong quay người. Lạnh lùng nhìn hắn, sau lưng xuất hiện một đám hắc sắc hỏa diễm, một con yêu phượng màu đen cao vài trượng kêu to một tiếng, phượng khiếu cửu thiên. Cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng, hắn y nam tử toàn thân lạnh buốt, sau lưng hắn cũng xuất hiện một đầu hắc sắc đại điểu, đây là lục phẩm chiến hồn, hắc hỏa yêu bằng. Chỉ là trước mặt liệt ngục yêu phượng, hắc hỏa yêu bằng lại nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Loại sợ hãi này không chỉ là phát ra từ hắc hỏa yêu bằng mà còn phát ra từ trên người hắc y nam tử. Phốc phốc, chẳng biết từ lúc nào trong tay Lăng Phong đột nhiên nhiều thêm một thanh trường kiếm, hư không vang lên một tiếng gió rít, trên cổ của hắc y nam tử đã có một vệt máu nhỏ như cọng chỉ. Đám người kinh hãi nhìn Lăng Phong, một kiếm vừa rồi băng lãnh, khắc nghiệt, triệt để khắc sâu vào lòng người, làm cho tâm thần người ta phát lạnh. Kiếm cương lạnh thấu xương mang theo khí thế bá đạo, không gì không thể phá, không gì không thể diệt, tên này tuyệt đối là một cao thủ kiếm đạo. Bá đạo, Tiêu Phàm hít sâu nhìn bóng lưng Lăng Phong, hồi lâu mới nói ra hai chữ. Một đạo huyết kiếm từ trong cổ họng hắc y nam tử bay ra, thi thể phù phù ngã xuống đất giãy giụa hai lần liền đi chầu ông bà.
một kiếm, chết, Lạc Phi chết, hắn vậy mà giết chết Lạc Phi. Lạc Phi xếp thứ 10 viện bảng A, lại bị một kiếm chém chết. Vậy thực lực hắn không phải rất khủng bố đi. Vương Bá trọng thương, Lạc Phi bỏ mình, có lẽ chỉ có cao thủ 5 vị trí đầu viện bảng mới có thể đánh bại hắn. Lạc Phi đoán chừng là vừa mới lịch luyện từ bên ngoài trở về cho nên mới gặp phải tai bay vạ gió, chênh lệch giữa lục phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn quả thật không nhỏ a. Nếu Lạc Phi đã trở về thì Lạc Trần ca ca hắn hẳn cũng sắp về đến, mà Lạc Trần lại cực kỳ bao che cho Lạc Phi a. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt người chiến vương học viện trắng bệch, trong đó còn không ít cao thủ viện bảng nhưng hiện tại không có ai dám bước ra. Liền Lạc Phi bị một kiếm chém giết. Bọn hắn cũng không muốn đi lên đưa cổ cho người ta chém a. Lăng Phong mặc dù chỉ là chiến tôn cảnh trung kỳ nhưng thực lực hắn cho dù là chiến tôn đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Vào đúng lúc này, có một nam tử áo đen đứng núp trong một con hẻm cách đó khoảng 100 mét, con người hắn âm lãnh nhìn Lăng Phong và Tiêu Phàm, nói nhỏ, dám giết nhi tử của ta, cho dù thế nào thì nhất định ta cũng đem các ngươi chôn cùng. Nam tử áo đen chính là Tôn gia chủ Tôn Đình. Lần này học viên của chiến vương học viện cũng do một tay hắn xúi dục, vì muốn báo thù tôn tử nên hắn đã thu mua mấy tên cao thủ trên viện bảng. Nhưng hắn làm sao biết Lăng Phong bá đạo và cường thế như vậy, không những đánh vương bá đến mức không thể hoàn thủ mà còn một kiếm giết chết Lạc Phi. Tôn Đình tặc nhãn chuyển động, hắn rất muốn xông lên giết chết Tiêu Phàm và Lăng Phong nhưng lại vô cùng kiêng kỵ đối với Quách Sĩ Thần. Cả thế hệ bọn hắn đều biết Quách Sĩ Thần là một tên phong tử điên chuyện gì cũng dám làm ra. Học viên chiến vương học viện tiến thoái lưỡng nan, bọn hắn giơ lá cờ chiến vương học viện đi đến nhưng hại tại lại bị người ta đánh sấp mặt. Chiến vương học viện không phải đến lấy lại công đạo sao? Không phải muốn báo thù cho tôn tử sao? Làm sao, nguyên một đám biến thành rùa đen rút đầu hết rồi à? Tiêu Phàm thâm thúy nhìn đám người chiến vương học viện. Tiêu Phàm! Có gan đừng nấp sau lưng Lăng Phong, ra đây lão tử liền một chảm chém chế ngươi. Một tên thanh niên áo trắng mở miệng, dáng người hắn gầy gò, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức hồn lực cường đại, xem ra lại là một tên cường giả chiến tôn cảnh. Lăng Phong trong mắt sát khí lấp lóe, vừa mới chuẩn bị xuất thủ lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, hắn cảm thấy Lăng Phong có chút không thích hợp nên không thể để cho hắn tiếp tục xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn về phía thanh niên áo trắng nói. Chiến tôn cảnh khiêu chiến một tên chiến sư cảnh như ta, làm sao, chiến vương học viện các ngươi đều là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Cho dù ngươi giết được ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Đúng là thứ không biết xấu hổ. Thanh niên mặc áo trắng kia tức giận đến đỏ bừng, quả thật đúng như lời Tiêu Phàm nói, hắn một tên chiến tôn trung kỳ đi giết một tên chiến sư thì có vẻ vang gì. Bất quá, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bản thân ta lại rất thích đặt cược. Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, hắn cười tủm tỉm nhìn thanh niên áo trắng. Nhìn thấy tiếu dung của Tiêu Phàm, rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến tôn tử hôm qua, lúc ấy tôn tử không phải cũng tự tin giống như vậy sao? Cuối cùng cũng chỉ trở thành một cỗ thi thể. Ngươi muốn đánh cược gì? Thanh niên áo trắng vừa nhìn thấy có cơ hội, trong lòng lập tức cười lạnh, tưởng giết được tôn tử thì có thể đánh với ta sao? Địch hàn ta cùng giai chưa sợ một ai. Nếu như không phải ta chỉ là ngũ phẩm chiến hồn thì 3 vị trí đầu trên viện bảng nhất định có ta. Chắc giá, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thập phần bình thản nói. Nghe thấy thế Địch Hàn liền khựng lại, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với bọn tôn tử không tính là gì nhưng đối với hắn lại à một khoản tài phú khổng lồ. Ta có 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Trong đám người vang lên một tiếng, chỉ thấy Hoàng Thiên Thần đi đến phía trước. Giơ tay ra để một đống hồn thạch xuống dưới đất. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, Hoàng Thiên Thần đứng ra cũng không nằm ngoài dự tính của hắn, sự tình lần trước Hoàng Thiên Thần chắc chắn vẫn để trong lòng. Hiện tại đưa ra 10 vạn hạ phẩm hồn tinh làm tiền đặt cược, lần này hắn cũng không cần tự mình xuất thủ lại có thể mượn danh nghĩa người khác ra tay giết hắn. Thứ hai, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không phải quá nhiều. Chủ yếu là đốt lên ngọn lửa thù hận trong lòng đám học viên của chiến vương học viện. Đây cũng là điều làm Tiêu Phàm ngạc nhiên, Hoàng Thiên Thần này biết sử dụng đầu óc hơn tên tôn tử kia nhiều. Ta đây cũng có 2 vạn. Một tiếng hô của nữ tử vang lên, trừ Tiêu U còn có thể là ai, ánh mắt Tiêu Phàm bắt đầu lạnh dần. Tiêu U ngươi dù sao cũng ăn cơm Tiêu gia lớn lên, lúc này lại cùng ngoại nhân liên thủ bán đứng ta, muốn trăm phương ngàn kế dồn ta vào chỗ chết sao.
đúng là phu sướng phụ tùy a. Tiêu Phàm trong lòng lạnh giọng nói. Ta ra 3 vạn. Ta nơi này có 2 vạn. Nguyên một đám học viên của Chiến Vương học viện đi lên phía trước, không có hồn giới, tất cả đều lấy hồn thạch tạp, rất nhanh liền góp đủ 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Xem ra người muốn ta chết cũng rất nhiều nha. Tiêu Phàm trong lòng hờ hững, sau đó nhìn về phía đám người Chiến Vương học viện nói, ta không thích dùng hồn thạch tạp, chỉ cần hồn thạch. Ngươi không phải là sợ sao? Địch Hàn cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, sát khí hừng hực, sau đó trầm giọng nói, làm phiền các vị đồng môn đi đổi lấy hồn thạch. Được, đám người Chiến Vương học viện lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, sau đó tất cả đều chạy đi. Tiêu Phàm, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Địch Hàn lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Ta vẫn là quy củ kia, nếu ngươi muốn đánh cược thì đến, còn không muốn cá cược thì biến. Tiêu Phàm vẫn cực kỳ cường thế như cũ. Nói đủ, hôm qua từ trong tay Tôn Đình lấy được 140 vạn hạ phẩm hồn thạch đều bị lão già Quách Sĩ Thần lấy đi hết, còn lại 40 vạn cũng đã đưa cho Lăng Phong đi mua dược tài, hiện tại cho dù hắn bán thân thì cũng chẳng thể nào gom đủ 100 vạn. Địch Hàn còn muốn nói gì nhưng Hoàng Thiên Thần đã đi đến thấp giọng nói, Địch Huynh, hắn không bỏ ra nổi 100 vạn hạ phẩm hồn thạch cũng được, đến lúc đó ngươi thắng. Chúng ta liền đem Thần Phong học viện phá đến gà bay cho sủa, bọn họ cũng không dám nói gì. Như thế cũng được, trong vòng 10 chiêu ta nhất định sẽ giết chết hắn. Địch Hàn gật đầu trả lời. Hoàng Thiên Thần thấy thế, vội vàng nói, Địch Huynh, nhất định không thể khinh địch, tên Tiêu Phàm này rất quỷ dị, cẩn thận lật thuyền trong mương. Hừ, nếu như ngay cả hắn ta còn không giết được thì còn mặt mũi nào để đột phá chiến tông. Địch Hàn vẻ mặt coi thường. Đúng vậy, Địch Huynh nếu như xuất toàn lực nhất định có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Hoàng Thiên Thần cố ý tâng bốc Địch Hàn lên, Địch Hàn cười đến không ngậm miệng được. Thời khắc Hoàng Thiên Thần quay người, khóe miệng hắn lóe qua một tia quỷ dị giống như âm mưu đã được hoàn thành. Tên Địch Hàn này lại dám đi làm đầu tiêu. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là cũng có chút suy nghĩ, Hoàng Thiên Thần này cũng rất âm hiểm nha. Sau nửa ngày, học viên Chiến Vương học viện đã góp đủ hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, trên mặt Địch Hàn lóe qua một tia âm lãnh, phẫn nộ quát, Tiêu Phàm, mau đến đây chịu chết. Chậm đã. Tiêu Phàm quát, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm 100 vạn hạ phẩm hồn thạch kia, nếu như ván này thắng lại có thể giải quyết học phí thêm một người. Làm sao, sợ rồi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống kêu to 3 tiếng Địch ra ra, về sau nhìn thấy ta liền phải đi vòng qua thì ta có thể tha cho ngươi một mạng, thế nào? Địch Hàn thập phần phách lối, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Địch Hàn, tên gia hỏa này cũng quá tự sướng đi, trước tiên phải nói quy củ đã, chỉ phân cao thấp hay bất luận sinh tử. Ha ha, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn tưởng rằng có thể giết chết ta sao? Địch Hàn cười ha ha, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, sau đó Địch Hàn lạnh lùng nói, bất luận sinh tử. Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Trong vòng 10 chiêu ngươi nhất định sẽ phải chết. Cái đó còn chưa chắc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lão Tam, cẩn thận, khí tức trên người tiểu tử này rất quỷ dị. Lăng Phong cau mày một cái nhắc nhở. Yên tâm, đúng rồi, lão đại có kiếm không? Cho ta mượn một thanh. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn đương nhiên cũng không cho rằng Địch Hàn chỉ có cái miệng. Biết rõ mình hôm qua giết chết tôn tử, hôm nay vẫn dám khiêu chiến mình. Điều này chứng minh cho thực lực của Địch Hàn. Cầm lấy. Kiếm trong tay Lăng Phong ném cho Tiêu Phàm, sau đó lui về sau. Lâm Trận mới mài gươm. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Địch Hàn khinh thường nhìn Tiêu Phàm, ngữ khí bá đạo, trong nháy mắt hắn xuất ra một quyền hóa thành một vệt sáng đáng về phía Tiêu Phàm. Lưu Vân kiếm, Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ giống như một con linh xà phóng lên. Đinh, đinh. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, trong hư không tia lửa bắn tứ tung, hai người Tiêu Phàm và Địch Hàn đã va vào một chỗ. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm trong tay mình dù sao cũng là nhị phẩm hồn binh, vậy mà không phá nổi phòng ngự của hắn. Cơ thể con người sao có thể cường đại như thế? Nghĩ không ra đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Đúng là vô tri, có biết biệt hiệu của ta là gì không? Là bàn thạch chiến tôn. Cho dù là chiến tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của ta, chỉ bằng vào ngươi. Ha 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 ha,
người biết sợ chết rồi sao? Địch Hàn ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cục sắp chết đến nơi, chiến hồn của Địch Hàn sư huynh chính là loại phòng ngự khủng nhất chiến hồn ngũ phẩm, Kim Nguyên Thạch, dưới chiến tôn cảnh không có ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đúng vậy a, đáng tiếc công kích của Địch Hàn sư huynh lại không mạnh, bằng không đã đứng vào 10 vị trí đầu viện bảng, thậm chí là 5 vị trí đầu, học viện thi đấu lần trước hắn cũng chỉ không gặp may thôi. Tưởng rằng gia nhập vào Thần Phong học viện liền vô địch thiên hạ sao, sau hôm nay thì trên đời không còn người tên Tiêu Phàm nữa. Đám người chiến vương học viện nhất thời có chút hả hê, công kích của Địch Hàn mặc dù yếu nhưng cũng không phải chiến sư cảnh có thể chịu nổi. Cộng thêm phòng ngự khó có thể phá vỡ của hắn, chính vì thế hắn mới có danh hiệu bàn thạch chiến tôn. Vô tận chi kiếm, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng chém ra một kiếm, một đạo kiếm ảnh phá không xuất ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bang, một âm thanh bén nhọn vang lên, kiếm quang xẹt qua cánh tét Địch Hàn, một vòng huyết sắc quang mang xuất hiện trong hư không, người chiến vương học viện trong nháy mắt lại ngậm chặt miệng lại. Phá vỡ phòng ngự rồi. Đám người kinh ngạc nhìn cánh tay Địch Hàn, ống tay áo trên chiếc áo bào trắng rách ra, từ trên cánh tay chảy xuống một dòng máu đỏ. Chiến kỹ tam giai đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi quả thật làm ta ngoài ý muốn, nhưng nếu ngươi chỉ có thế thì ngươi có thể chết được rồi. Khuôn mặt Địch Hàn trở nên dữ tợn, trong toàn bộ chiến vương học viện người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn chỉ có cường giả năm hạng đầu. Hiện tại lại bị một tên tiểu tử chiến sư cảnh chém bị thương. Hắn không tức giận mới là lạ. Bá vương quyền, Địch Hàn gầm lên, sau lưng hắn liền hiện lên một khối kim sắc thạch đầu tảng đá màu vàng kim quang chói mắt làm người khác không thể nhìn thẳng. Một quyền đánh ra, kim sắc quyền cương cực kỳ chói mắt kết hợp với âm thanh ầm ầm vang lên. Bá vương quyền là tứ phẩm chiến kỹ mà Địch Hàn chủ tu để kết hợp với chiến hồn kim nguyên thạch của hắn, công kích cường hãn bá đạo, hắn dựa vào chiến kỹ này nên lần thi đấu viện bảng trước mới được hạng 13. Bây giờ hắn đã đột phá chiến tôn trung kỳ nên lực lượng tăng thêm càng thêm hung hãn. Bá đạo thiên quyền, thấy Địch Hàn đánh đến, Tiêu Phàm cũng gầm nhẹ một tiếng xuất ra u linh chiến hồn, từng đợt hồn lực bắt đầu bạo phát ra. Oanh, oanh, bá vương quyền đối chiến bá đạo thiên quyền, lực lượng cuồng bạo chấn ra bốn phía làm không gian rung động, một đen một vàng tản ra khí thế cuồng bạo vao chạm vào nhau sau đó hóa thành từng một cơn gió tản ra xung quanh. Ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền. Đây không phải là chiến kỹ của tôn gia sao? Tại sao Tiêu Phàm lại có thể sử dụng? Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một tên tu sĩ chiến sư đỉnh phong lại có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ. Đây là muốn nghịch thiên sao? Con người của Lăng Phong cũng co rụt lại kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng rung động nói, lão tam làm sao biết bá đạo thiên quyền? Chẳng lẽ lúc ấy nhìn qua liền học được ư? Phá cho ta! Toàn thân Địch Hàn phát ra ánh sáng màu vàng óng, nắm tay của hắn bắt đầu tụ lại từng đợt năng lượng, trong lòng hắn đã bắt đầu loạn rồi, hắn rốt cục đã ý thức được những lời Hoàng Thiên Thần nói. Tiêu Phàm không những tà mà còn rất yêu nghiệt, một tên chiến sư cảnh đỉnh phong lại có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền, điều này đã không tưởng rồi thế nhưng uy lực của hắn lại còn hơn của tôn tử. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại cũng không dễ chịu, khí huyết bên trong cơ thể sôi trào cả lên. Lục phủ ngũ tạng giống như muốn nổ tung vậy, uy lực bá vương quyền vậy mà đã gần đến tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong. Tiêu Phàm rên lên một tiếng, thân thể liên tục lui lại dòng dã mười mấy mét mới dừng lại, trong miệng phun một ngụm máu, hơi thở có chút khó khăn. Lấy chiến sư cảnh thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, hồn lực của ngươi có thể chịu được sao? Địch Hàn cười lạnh thập phần bình tĩnh nhưng trong lòng hắn cũng không dễ chịu, một ngụm máu tươi đến yết hầu lại bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Bá vương quyền vốn nổi danh nhờ lực lượng công kích mạnh mẽ, lại thêm chiến hồn ngũ phẩm kim nguyên thạch của Địch Hàn thì công kích càng thêm bá đạo hung mãnh. Nhưng cho dù như thế thì hiện tại hắn vẫn bị thương, điều đó làm hắn cực kỳ kiêng dè Tiêu Phàm. Đáng tiếc, chiến sư cảnh vẫn chỉ là chiến sư cảnh. Người chiến vương học viện cũng cười lạnh không thôi. Lại đến, Tiêu Phàm khóe miệng chảy ra máu tươi, trong đầu hiện lên từng đợt hư ảnh. Vô tận chiến điển bắt đầu vận chuyển khiến toàn thân tỏa ra kim sắc khí diễm, chiến ý mỗi lúc một tăng. Lão Tam, Lăng Phong hô thầm, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nhưng hắn cũng không ngăn cản, những ngày ở chung hắn cũng bắt đầu hiểu rõ con người của Tiêu Phàm, một khi Tiêu Phàm đã quyết định sự tình gì thì chắc chắn không ai có thể thay đổi.
Ngươi đã muốn chết như thế thì ta liền thành toàn cho ngươi. Địch Hàn gầm thét một tiếng căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội, nhìn thấy khí thế trên người Tiêu Phàm, hắn sợ xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Bá Vương Quyền, trong nháy mắt, Tiêu Phàm ở đối diện cũng đã gầm thét lao lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.